chấm điểm xưa cha chấm điểm xưa mùi cha ông sấy chấm mua ấy đấy cha ông chấm mua ôn chụp ấy cha hey ông sấy cả nư khai nè ông chấm mua ôn chụp ấy cả nư phong bà prai khom prai chẳng cắn sọc xịt thơ cắn đá khai prai về chăn mặn chăn mặn hay miền bông ôn tầng mặn miền bông ôn tầng ấp bầm bay nè bắn sập mũi nở sa bầm bờ nè cha miền bông ôn sậy bồn nè bọc bồn nè bông sậy bông kế chmu ôn dù lén tọt máu ôn mèn khiêng ôn khlí ôn én ôn dù sén hai nhóm ôn dù én hai bà ôn sậy ôn dù ôn cha hồi chậm nay lục ập bốc nóng quật chmu ôn si hai nhà mặt đài nữa chmu ai yên cha ok hey ba mẹ ông say thơ ca cành ấy đấy mặt đài bọc nó cứ chia cạ sẽ cao cha nâng là cọt chia cạ sẽ cao thế hồi nâng quật miền chậm nuôi tạnh tu đà lục prè lục hầu ấy tới tam tè kế nát mũi nâng ai phổ quật chia nẹt tí to cro thế cứ quạt mẹ cả lòng bạc ná, nông chìa phép nông con tay quạt tổ sâu. Quạt ai bàn áo cồn chai nâng bàn rình sâu, bàn bàn tạc bồn bảo tê. Châm này bồn sầy nó, bì nẹ nó quạt mùi nó, quạt bàn đầy, chết đầy. Hãy đọc bồn sầy tì bì ôn dù sầy nhưng cô rình đầy đầy. Chẳng khơi thà bọn bầu nâng bàn riêng đầy cao máu cô rịp ca mình cú sổ ở tử chân này đại nhóm nâng với tàu chân kê bì nạc bọn bầu nâng đó bọn bọn nâng có riêng bàn ca thơ tử bọn tì mùi nó ôn mình khiên nâng bàn thơ cụ bà riêng đó bàn thơ cụ bà riêng chân tử có cô bàn đọc bàn đá bàn phẹt khai máu cô chùi châm bầu nâng cô bàn bàn bọn bà mùi tiết chmô ôn khli nâng cô bàn riêng tử bàn thơ bà lì đó là tòa bì máu bồn mùi tiết nó chứ một ổn ấy nhung nơi riêng hay bàn phơ khẳng thay phản tì tòa máu bồn sầy ổn dù sầy nhưng qua cô riêng cắt đây quạt chế cắt đây hay quạt cô bàn rịp áp bìa tới bàn cổ xa nâng chứ một ổn xươn phơ chế cùng riêng đài chà chẳng đôi thà chấm nay tè nhóm ổn dù ấy hay nâng bồn sầy ổn dù âu nâng nơi tàu tê cứ nơi riêng đó về cày máu chăn nằm nơi riêng nơi sala bát tham sắc xá bà prai đó riêng hồ đó thân nặng tì bẩm bẩn đó thân nặng tì bẩm bẩn tới nơi chăn nằm mà buồn bẩm buồn rồi học sập bẩm bẩn nắng cố bán và lòng cho cả nóng cái thà châu ăn nộp chia lại bán tới riêng nơi ăn nộp chia lại prai đam thân nắng hai cô bạn tới sầm nặng nơi chùa muội bồng pro đại thưa cô mong riêng nâng chùa muội ôn mình khiêng nâng cha hai đó tới riêng nơi anh úc chia lại bảy đàn thăng nâng đó chăn nằm một buồn rồi chặt sấp sọc dương nâng cứ bàn đầu robot cứ robot sạc cái đẹp phom đại cục cường tới đời sầm đại xe hà nội nâng hai cô thưa bắt cam tầm lẹ nửa pì non nương nhóm dù tâm đậm bờ chân nằm hai riêng này thân ạ tị buôn nơi vật xe lại bày đàn thân năng nâng ạc nục xe lại bày đàn thân năng xâm tốt chà hỏi cô kê hai tập bát tạc cam nâng cô ta châu rôm cho mỗi kê ta châu rôm cho mỗi kê bê thơ bát tạc cam nâng ọt dô lê hỏi khôn nông niêm chê sơ sơ lá kê hai tớ tớ cho mùi đã tớ cho mùi tớ cô buôn bát tạc cam nâng kê hai máu ta châu tại châu rùm đò chẳng tới bắt cam nâng cái máu cái prong vay tè lục lù cái hạt siêu vàng á bè rằng á nè đò chẳng tới nơi vay tới tè lục lù nó với chọt cho môi tè bông pro đặt nhom sạn nơi nè nơi chọt nè đò nhom khơi chẳng nhom có tu tới chờ chờ hơi bẹp cái tham mình men tè nâng tê tè khẳng nọc tê hào đòi pì 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 nó sẽ là lượng hụt thốt sầm đại xe nổ nâng trường trường là nước ba chọc khổm tạm bất ắt đắng ấy ắt mềm nòng lượng chăng ấy tay dương ắt đắng dương phải pì đó pì bắt cam nâng rồi tới cứ miền cả cày má từ vài tẹt
សាស្ត្រាចារ្យមួយទៀតឈ្មោះហុយលីហុយដល់ទៅដុតពុកដុតអីតលាក់ខែអីនឹងចាញ់ទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំដល់ម៉ោងប៉ែ8ល្ងាចដល់អញ្ចឹងទៅបងដែលធ្វើគ្រូបរៀននឹងរត់ពួនអស់ហើយខ្លាចគេចាប់ពេលនោះតើគេចាប់បានគេសម្លាប់ដល់អញ្ចឹងក៏រត់ពួនទៅខាងសាលាស្រុកហើយដល់ពេលក្រោយមកដល់ភ័យពេកនៅផ្ទះនឹងតែពីរអ្នកបងប្អូនម៉ោង11យប់គូនាំបងប្អូននឹងជិះកង់ទៅពីអនុវិទ្យាល័យប្រៃដាំថ្នាំងនឹងទៅខាងភូមិកណាតខ្ញុំនឹងជិះកង់ប្រហែល15គីឡូហើយនៅតាមប្រៃនឹងសតតែស្រែនៅជុំវិញហើយដល់អញ្ចឹងទៅស្ងាត់តាព្រោះយើងយប់ម៉ោង12ហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅភ័យដល់ស្រាប់តែឃើញមានកង់មួយគេជិះមកបងស្រីយូអូនោះភ័យថាចៃមានចៅមកព្រោះយើងជិះទៅយើងខ្លាចទៅពេលយប់ខ្លាចចៅនោះហើយចៃចៅមកហើយខ្ញុំថាអាអូនឯងកុំភ័យទៅអញដោះស្រាយណាដល់អញ្ចឹងទៅកង់ដល់ពេលកង់គេមកជិតដល់ទៅខ្ញុំក៏មានធ្វើនិយាយជាមួយបងខ្ញុំថាអើអូនណាបងយើងក៏ថាគាត់មកតាមក្រោយអត់តាន់ឃើញមកតាន់យើងសោះណាហើយអញ្ចឹងក៏បានមកចែកធ្វើដំណើរមកទៅរហូតដល់ភូមិព្រៃសណ្ដែកមកដល់ភូមិព្រៃសណ្ដែកហ្នឹងមានបងជាដូនមួយហ្នឹងគាត់នៅក្នុងឈ្មោះស្រេងសុយហើយនឹងគ្រូសាគាត់ឈ្មោះវត្តហើយជាចិនកាប់ជ្រូកហើយក៏ទៅសំណាក់នៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងមកយប់ដល់នៅមកយប់ទៅភ្លឺឡើងក៏បានហួសធ្វើដំណើរពូពីប្រៃសដាយទៅខាងភូមិប្របៃហ្នឹងប្រហែលជាជាប់10គីឡូដែរអញ្ចឹងគូធ្វើដំណើរទៅផ្ទះដល់ពេលនោះទៅសាលាបាត់អស់ហើយអត់មានជើងបានមករៀនវិញទេយើងនៅភូមិនោះដល់នៅភូមិនោះទៅឃើញពូយាកង់វាចូលមកសុំផ្ទះម្ដាយនាងខ្ញុំហ្នឹងសុំនៅខាងក្រោមណាដល់នៅខាងក្រោមទៅពេលហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំឲ្យដោយថាក្រូចឆ្មាអីទៅមន់អីទៅគាត់ថាអូយឆ្ងាញ់ណាស់ហើយតកួនអីអីនឹងឆាងខ្លាញ់ណាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយម្ដាយនឹងខ្ញុំនឹងសិតម៉ែទាំងអស់ដល់ក៏ពេលអញ្ចឹងទៅជុកប៉ាល់ហោះអាឆ្នាំ1970ហ្នឹងកប៉ាល់ហោះនឹងអាឡាបកាត់ហើយកាលនោះយើងហៅអាបេ52ហើយវាហោនឹងវាចុះវាដឹងថាកាលណាតពុយកងនៅម្ដុំណាវាទៅតលាក់ក្របបែកម្ដុំហ្នឹងហើយហើយពុយកងហ្នឹងវាចូលមកវាធ្វើត្រង់សេក្មួយស្គាល់ដែរត្រង់សេអាហ្នឹងគេធ្វើរុងនៅក្នុងដីហើយពេលដែលកប៉ាល់ហោះនឹងមកធ្លាក់តម្លាក់ហ្នឹងពួកយើងនាំគ្នារត់ចូលនៅក្រោមត្រង់សេហ្នឹងហើយរត់ពួនអាហ្នឹងយើងរត់ពួនហើយចំណែកម្ដាយពេលនោះអាឡាប់កាត់នោះវាហោះហើយខ្ញុំនឹងតាមមើលឃើញហើយដល់តាមមើលឃើញដឹងមកទេខ្ញុំនឹងធ្វើកាយវិការទៀតហើយបងប្រុសនោះក៏ខ្លាចក៏ថាអូយដល់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅគូឃើញអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែអាឡាប់កាត់នោះវាទម្លាក់ក្របបែកនឹងនៅខាងព្រៃសដាយនឹងខាងចុងភាសាដែរអាផ្លូវដែលខ្ញុំបើជិះកង់កាត់មកហ្នឹងណាប៉ណ្ណមិនដឹងស្លាប់ម៉ាណែអីស្លាប់ម៉ាណែទេអត់ដឹងទេពេលនោះបងចរូនមួយនោះគាត់ភ័យពេកដល់គាត់រត់ចូលត្រង់សេគាត់នោះឈ្មោះឡាវលីមគាត់ភ័យពេកគាត់រត់ចូលត្រង់សេទទួលកូនស្រីគាត់នោះឈ្មោះយូហៀងឈ្មោះយូហៀងហ្នឹងដល់ពេលរត់ចូលវាភ័យដល់ភ័យក្មួយដឹងមិនទេរត់ទៅវាអត់ចូលវាភ័យនោះចុះអរូននេះវាតូចប៉ុណ្ណេះទេដល់អញ្ចឹងទៅយើងគាត់ភ័យគាត់ចូលទៅគាត់មិនបានចូលទៅភ្លុករត់ចូលទៅជ្រៅក្នុងណាគាត់នៅទើសកន្លែងដល់ម្ដាយមកឃើញអញ្ចឹងដាក់មួយជើងទៅហើយខោនឹងគូចូលទៅក្នុងត្រង់សេនឹងទៅគឺយើងវេទនាពេលនឹងយើងរត់នឹងដល់ពេលយើងរត់ចូលត្រង់សេអីហើយទៅក្រោយមកដូចថាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកអីមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេពួកជាកង់នឹងវាបានសួរម្ដាយកាលនោះខែ9ចំខែបន់ភ្ជុំយើងណាហើយគាត់ទៅសួរម្ដាយនាងខ្ញុំនឹងសួរថាកូនប្រមាណអ្នកធ្វើការអីខ្លះអីខ្លះហើយពេលយើងវាទៅសួរហ្នឹង
มันแม่นสู้ธรรมดาเต้คือกัดกัดไก่เพลิงนั่งร้อนแพ้พอแพ้พอหายโดนจังมาได้เนี่ยจังเพย์เป้โก้ปะโบลโกนใจมาทางตาเถื่อนบนในสระกำนัดก่อนในคางกำปวงปะเปิลจังกูสะเปนงคือสระยืงอัดบานโดยท่าเพื่อตำนาบานสไรเย่ยืงยืงเถื่อนสมฉบับเมพงกีสมอันญาติเมพงกีท่าแล้วยืงตาเถื่อนบนในน้องจังเมพงนงกูเถื่อนกระดามาตื้อมาท่ามาเถื่อนบนในคางกระปงปะเปิลเนี่ยในปีจึงในบอลจมนั้นขายปมบุญนั้นอ่ะขายปมบุญนั้นดอนจังตื้อตักเลยจกย่อมนั้นตักเลยใจเอาเมาทัวตำนาตามกันเอาตูดเมาเอาไปทัวตำนานั้นก็บองเป่านั้นนอมคะแนนรวมตำนาเมาต่างอ่ะคะแนนได้เมียนอนยูเซงอนซืนหายกวาดกาวปรากฏนั้นอะกาวใส่กวาดมวยชุมอนรัตนานั้นហើយនាងខ្ញុំម្ដាយនាងខ្ញុំយូអូនហើយអាមាត់អពុកនាងខ្ញុំអ៊ុនស៊ីហ្នឹងហើយមានអ៊ុនមេងខៀងអ៊ុនលីសអកុយលីសនកូនប្រុសអ៊ុនជុជុនហៀងហ្នឹងគូធ្វើដំណើរមកខាងកំពង់ពពិលហ្នឹងដល់មកដល់ខាងកំពង់ពពិលទៅបងប្រុសខ្ញុំអ៊ុនមេងខៀងហ្នឹងគាត់មានអពុកម្ដាយក្មៃគាត់នៅក្នុងស្រាប់គាត់ក៏ទៅសំណាក់នៅក្នុងទៅហើយចំណែកនាងខ្ញុំនេះជាមួយម្ដាយហើយអ៊ុនយូសេងអ៊ុនសឿនឯហ្នឹងក៏បានជួបបងចដូនមួយដែលនៅកំពង់ពិលហ្នឹងក៏ជូនតាណើហ្នឹងតាមកណោតតូចហ្នឹងមកទៀតគឺកាត់តាមបឹងវាសនាបរងថ្នោកាយនេះដល់ទៅមកដល់ភ្នំពេញដល់ពេលមកដល់ភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅអឺដោយមកមកសំណាក់នៅផ្ទះបងប្រុសអ៊ុនឃ្លីដែលគាត់ធ្វើប្លេសហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលយើងមកហ្នឹងគាត់ចាញ់មករៀននៅខាងក្រៅហើយមករៀននៅអ៊ីខាងអាមេរិកហើយហើយអញ្ចឹងនៅបងប្រុសមួយទៀតដែលធ្វើថៃផែនទីហ្នឹងគាត់នៅជាមួយអញ្ចឹងកូននៅជាមួយពេលនោះយើងរត់ហ្នឹងយើងអត់មានអីទេអត់មានដូចថាយើងក្រយើងអត់មានកេរកោះមាសពេជ្រលុយកាក់អីអត់ទេមានតែខ្លួនទេដល់ទៅម្ដាយនាងខ្ញុំហ្នឹងក៏យាហ្នឹងគាត់ក៏ទៅលុបប្របោដល់លុបប្របោអញ្ចឹងទៅគាត់មើលទៅគាត់ថាអូយគាត់ហើស៊ីប្របាក់ណាស់លោកបបហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅបងប្រុសឈ្មោះអ៊ុនអេងហ្នឹងគាត់មានម៉ូតូមួយ Honda CL មួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏លុបម៉ូតូហ្នឹងទៅឲ្យម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងទិញហាងកាត់សក់ដល់ទិញហាងកាត់សក់ឲ្យនៅកាត់សក់ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងពេលមិនតាន់ទិញហាងកាត់សក់ឯងនិយាយពីបាយមកនិយាយពីនៅប្រទេសទួលកោកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅបងប្រុសអ៊ុនអេងហ្នឹងគូគាត់យកខ្ញុំអ៊ុនយូអេងហើយអ៊ុនយូអូននេះនៅហៀនហ្នឹងទៅបន្តការសិក្សាទៀតហើយនៅអ៊ីសាលានៅវិទ្យាល័យអន្តរទេវីហៅទួលកោកហើយកាលហ្នឹងយើងតំឡើងទៅដល់ហ្នឹងដល់ពេលយើងទៅរៀនទៅពេលហ្នឹងចូលទៅឆ្នាំ1971ទៅរៀននៅហ្នឹងដល់ទៅរៀនទៅគេបាតកម្មទៀតហើយគឺគេបាតកម្មកាលនោះគេបើបាតកម្មកាលនោះនឹងគេបាតកម្មរឿងរឿងអីទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេអាកន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនៅសាលាអន្តរទេវីហ្នឹងគេបាតកម្មបាតកម្មតលាក់នេះតលាក់ស្ដេចសេនុទៀតម្ដងទៀតកាលនោះមានលោកចេងហេងអីឡើងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋដល់ពេលបាតកម្មទៅមានឃីវកញ្ញរិទ្ធនេះគាត់ណាក់ធ្វើមេបាតកម្មពួកគាត់រៀននៅថ្នាក់ទីបញ្ចប់ហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏ទៅធ្វើបាតកម្មគេដែរប៉ុន្តែទៅហ្នឹងពេលហ្នឹងអត់ជលទេណាហើយនៅពេលហ្នឹងពួកកូនសិស្សហ្នឹងគឺនៅសាលាហ្នឹងគេយាមយាមគឺដាក់វេនគ្នាយាមគឺមួយថ្ងៃវេនអ្នកនេះមួយថ្ងៃវេនអ្នកនោះទៅហើយខ្ញុំរៀននៅខាងអន្តរទេវីហ្នឹងបានតែមួយឆ្នាំទេដល់មកម្ដាយដែរគាត់តែទិញហាងកាត់សក់ហ្នឹងមកខាងផ្លូវសេរីភាពផ្លូវនៅកៅដៃផ្លូវសេរីភាពពីមុនផ្លូវម៉ៅសេងតុងដល់ផ្លូវម៉ៅសេងតុងទៅដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បដូរទីលំនៅមកសាលាបញ្ញាយ៉ាតហ្នឹងវានៅចិត្តអញ្ចឹងមកសុំរៀននៅនឹងវិញទៀតដល់មករៀនអញ្ចឹងទៅគូនៅនឹង
ម្ដាយនាងខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់បើកហាងកាត់សក់ហ៎ហាប៉ុន្តែយើងអត់ចេះយើងម្ចាស់ខ្លួនអត់ចេះដល់អញ្ចឹងហ្នឹងជាងហ្នឹងម្ដងថាឈឺទៅម្ដងថាលូអឺដូចថាលួចក្បတ်លួចអីអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងយើងរអត់កោគាត់ក៏បដូរមុខលបោមកបើកដីវិញទៅចាដល់ពេលមកបើកមុខលបោដីអញ្ចឹងទៅពេលនោះយើងចូលក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋហើយដល់ពេលចូលក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺមានពេលខ្លះដូចថាយើងមានសេរីភាពយើងទៅណាមកណាអីសบายជំនាន់នោះគឺគេសម័យខោជើងប៉ាត់អាវសង្ត្រេនឹងឲ្យសពតម៉ាក់ស៊ីនឹងឲ្យយើងក្នុងនេះជាកូនសិស្សអញ្ចឹងគ្មានគិតអីទេគិតតែទៅរៀនហើយទៅត្រឡប់មកវិញទៅយើងញ៉ាំទៅហើយយើងរៀនទៅតែខ្ញុំម្ដាយនោះគាត់អើក៏ក្រនោះក្រគាត់មានផ្ទះដែលហាងកាត់សក់ហ្នឹងគាត់លុបឆ្នោតជាតិទៅលុបបរិយអញ្ចឹងទៅណាតកោអីទៅខ្ញុំចាញ់ទៅរៀននឹងមកជួយលុបគាត់ជួយលោកគាត់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលម៉ោងទៅរៀនទៅរៀនទៅដល់ពេលក្រោយមកក៏រៀននឹងបានចូលប្រឡងឌីប្លូមនឹងឆ្នាំ1971នឹងបានប្រឡងជាប់ប្រឡងជាប់ទៅចូលទៅនៅសាលាទូស្វាយព្រៃក៏បានស្គាល់ពួកម៉ាក់នេះឈ្មោះប៉ៃកំហេងនឹងឥឡូវគាត់នៅស៊ីកាហ្គោនេះយើងជួបគ្នាហើយហង្សសំណាងនោះគាត់នៅអ៊ីអពងនៅឯកម្ពុជាហើយនឹងជើច័ន្ទហៀងណៅឆេងច្រងអីគេនៅកម្ពុជាទាំងអស់ទេចាហើយយើងគាត់បានដឹងតំណែងគ្នាហ្នឹងណាខ្លះក៏បានជួបគ្នាទៅខ្លះក៏អត់បានជួបហើយក៏នាំគ្នារៀនរៀនចឹងទៅតែពេលរៀនហ្នឹងម្យ៉ាងដែរព្រោះពេលហ្នឹងពួកយើងទៅពីស្រែទៅគឺដូចចេះនាំគ្នាដូចថាបាទបដងគ្នាខំរៀនណាហើយមានពុកម៉ាក់មួយឈ្មោះអ៊ុនអ៊ុយច័ន្ទមនីហ្នឹងគេកូនដុកទ័រឈ្មោះអ៊ុយកូនហ្នឹងគេមានផ្ទះដល់អញ្ចឹងពួកហ្នឹងដល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងនាំគ្នាដូចថាជិះចងជិះក្រុមទៅនាំគ្នាទៅរៀនទៅធ្វើចំណោទធ្វើអីទៅបច្ចេកយោបល់ជួយពយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហើយសត្វទឹកជើងអ្នកក្រសត្វជន់ពីខ្លួនទៅពីខេត្តអ្នកខ្លះទៅពីខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំបាត់ដំបងតាកែវសៀមរាប5 6អ្នកហ្នឹងនាំគ្នារៀនទៅរៀនទៅក្រោយមកយើងប្រឡងឌីប្លូមជាប់ទាំងអស់គ្នាដល់យើងជាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវឡើងទៅរៀនដល់គេដល់ថ្នាក់បន្ទាប់មកគេថាថ្នាក់ទី2នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទី2មកទី1ដល់ទី1មកពួកយើងនាំគ្នាដល់ឆ្នាំប្រឡងទៀតដែរដល់ពេលឆ្នាំប្រឡងបាក់អងចាដល់ពេលឆ្នាំប្រឡងបាក់អងចឹងទៅគូយើងនាំគ្នារៀនប្រឡងទៅក៏បានជាប់ហើយនិយាយត្រឡប់មកវិញផ្លេចអាកន្លែងប្រឡងឌីប្លូមណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយល្អដែរមួយចំនួននោះមានកូនសិស្ស5000នាក់ប្រឡងដល់ប្រឡងទៅខ្ញុំជាប់បានចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ដល់បានចំណាត់ថ្នាក់លេខ5ចឹងទៅគេថាឲ្យយើងជ្រើសរើសសាលាមានសាលាមានហ្វាក់កុមាក់ហ្វាក់តិចណយអីទៅយើងអត់បង់លុយទេព្រោះយើងកូនសិស្សប៉កាយតែពេលនោះដោយថាភាពលងងខ្លៅរបស់យើងផងឲ្យយើងអត់ស្គាល់អត់ដឹងយើងទៅពីស្រែទៅនោះហើយមានបងមួយនោះគាត់ប្រាប់ថាបងប្អូនគាត់នោះទៅរៀនយូរយូរឈួតដល់អញ្ចឹងអត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងនៅរៀននៅសាលានឹងធម្មតាអញ្ចឹងទៅដល់ជាប់បាក់អងទៅគោជឿអត់ដល់ប្រឡងរៀនថ្នាក់ទី1យើងប្រឡងបាក់អងប្រឡងបាក់អងហ្នឹងយើងប្រឡងជាប់ដល់ប្រឡងជាប់ទៅគេហៅថាថ្នាក់ទីបញ្ចប់ហ្នឹងបានចូលថ្នាក់ទីបញ្ចប់ដល់ប៉ុន្តែយើងមានការផ្លាស់ប្ដូររបបទៀតហើយដោយសារនៅរបបសាធារណរដ្ឋហ្នឹងពីឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1975ហ្នឹងវារបបសាធារណរដ្ឋដល់ពេលរបបសាធារណរដ្ឋទៅដល់ឆ្នាំ1975ហ្នឹងមុននឹងបែកមុននឹងរបបសាធារណរដ្ឋនឹងបែកគឺអីវត្តនឹងវាឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់ហើយផ្លូវដាច់អូអត់មានទេអញ្ចឹងមាននៅតែភ្នំពេញហ្នឹងឯងហើយជាពិសេសទៅទៀតពេលហ្នឹងពួក
្រូវពេតប្រលេះអីអីហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យធ្វើជាតាហានទាំងអស់ឲ្យការពារទឹកដីហ្នឹងទាំងអស់ចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគូឆ្នាំពេលនោះចូលឆ្នាំដល់ពីចូលឆ្នាំអាកូនសិស្សវាសบายនោះជួបជុំគ្នាទៅជួបជុំគ្នាធ្វើអីញ៉ាំស្រាប់តែទៅគេថាអូបំពេញបាយហើយទៅលើកទុងជ័យសោហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ទៅលើកទុងជ័យសោប៉ុន្តែមុននឹងបាយហ្នឹងមានការទុះគ្រាប់បាយទុះអីនៅផ្សារដើមកើនោះអាពួកមានពួកម៉ាក់មិត្តភក្តិមួយឈ្មោះលេងមួយហ្នឹងមានប្អូនប្រុសដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេចោលគ្រាប់បាយទុះគ្រាប់បាយទៅធ្លាយពវៀនស្លាប់ទៅពេលហ្នឹងគឺសោកវឹកវរខ្លាំងណាស់ពេលមួយជំនាន់ហ្នឹងណាហើយដល់ក្រោយមកទៅមានបាតកម្មបាតអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចូលរួមទៀតហើយបាតកម្មហ្នឹងតែដល់ពេលមាននៅសាលាយុគន្ធោហៅ18មីនាអាហ្នឹងសាលាទាំងអស់ពីដើមឈ្មោះជាសាលាស្ដាច់ណាដល់ពេលរបបសាធារណរដ្ឋហ្នឹងគឺគេបដូរដាក់ឈ្មោះធម្មតាទាំងអស់ដោយសាលាដែលខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងបញ្ញាយាតហ្នឹងគេបដូរមកដាក់ទួលស្វាយព្រៃហើយសាលាទួលអន្តរទេវីហ្នឹងដាក់ទួលកោកហើយសាលាយុគន្ធោហ្នឹងដាក់18មីនាដល់អញ្ចឹងទៅឆ្នាំ1970ចុង74ហ្នឹង75ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចាំអត់ច្បាស់ហើយណាពេលហ្នឹងគេធ្វើបាតកម្មនៅសាលា18មីនាហ្នឹងហើយដល់នេះទៅពួកវងបាតកោហ្នឹងពាត់ជុំវិញសាលាហ្នឹងទាំងអស់ហើយលោកកៅសង្គមហ្នឹងគឺជាប្រធានក្រសួងអប់រំហ្នឹងបែបគាត់ចូលទៅចង់ផ្សះផ្សាអីក៏មិនដឹងដែរដល់ពេលហ្នឹងទៅគេចាក់គាត់ស្លាប់ណាស្លាប់នឹងសាលាក្នុងរមងណាឈ្មោះកៅសង្គមដល់ក្រោយមកកូនគាត់ហ្នឹងគេខាងដឹងខាងប្រទេសណាទេគេយកមកជួយចាំណាបានចាញ់មកក្រៅហ្នឹងហើយហើយអាហ្នឹងយើងអាហ្នឹងចាប់កន្លែងហ្នឹងហើយដល់ពេលដួលរលំរបបសាធារណរដ្ឋហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅអូសប្បាយព្រោះអាហ្នឹងរបបស្មើគ្នាយើងថាឥឡូវរបបសាធារណរដ្ឋវានៅប្រកាន់វណ្ណៈមានអ្នកមានអ្នកក្រអញ្ចឹងហើយយើងដូចយើងទៅពីខេត្តអញ្ចឹងទៅមានអ្នកខេត្តផ្សេងអ្នកភ្នំពេញផ្សេងបាញ់ចែកវណ្ណៈដល់ក្រោយមកថាអូយើងធ្វើបាតកម្មចង់បានវណ្ណៈស្មើគ្នាអញ្ចឹងគូបានធ្វើទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបែករំលំរបបសាធារណរដ្ឋទៅចូលអាកម្មជាតិតៃនេះទៅពេល17មេសាហ្នឹងខ្ញុំទៅជួយលើកទុងជ័យគេណាអបអសាទរសបាយស្រាប់តែបោកពីលើកទុងជ័យមកវិញបានប្រហែល3ម៉ោងពួកយោធាគេមកប្រាប់ថាបងបងឥឡូវហ្នឹងគេត្រូវការនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគេបោះសម្អាតអញ្ចឹងត្រូវតែចលិះចាញ់ទៅ2-3ថ្ងៃសិនអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នារៀបចំចាញ់ទៅប៉ុន្តែសំណាងល្អមានបងស្រីអ៊ុនយូលេងនោះគាត់ទិញអាមសៅសាប៊ូណាຕົកលុកយកចំណាញ់ដល់អញ្ចឹងទៅគោដាក់អាមសៅសាប៊ូហ្នឹងដាក់ទៅតាមទាំងថងមកថងហ្នឹងវា8-10គីឡូអញ្ចឹងយើងដាក់នៅកងហ្នឹងអាខាងក្រោយផងដាក់អង្គអាខាងមុខលើទុកលើកែបអីហ្នឹងចេះតែដាក់ហើយនាំគ្នាដើរទៅចុះពេលហ្នឹងម៉ោងប្រហែល4ហើយហើយអញ្ចឹងដើរទៅបុឆៈបងប្អូននៅជុំគ្នានឹងដើរទៅហើយចំណែកលោកឪពុកអ៊ុនស៊ីនោះឡាយគាត់សប្បាយពេកថាអាស្រុកខ្មែរបានសន្តិភាពហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅលេងផ្ទះបងថ្លៃតែបងថ្លៃដល់ទៅទៅវាជាប់ផ្លូវមានបានមកជុំគ្នាវិញទេដល់អញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំនឹងនាំគ្នាចេះទៅដល់អាកន្លែងវាលស្បូវក្បាលថ្នល់ហូក្បាលថ្នល់បន្តិចទៅណាខាងគៀនស្វាយណាទៅដល់នោះជប់ហើយហើយពេលជប់នឹងយើងដើរមិនដឹងខ្មោចងាប់ប្រមាណអីប្រមាណទេដើរជន់យើងអត់ដឹងទេព្រោះយើងមើលអត់ឃើញណាហើយទៅដល់វាវត្តវាស្បូវនឹងក៏ឈប់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលសម្រាកអញ្ចឹងទៅគូយើងនៅវត្តដល់នៅវត្តអញ្ចឹងទៅស៊ើបតំណែងរបងប្រុសអើរបស់លោកឪពុកដល់ស៊ើបទៅហើយលោកពុកទៅបានជួបថាអូគាត់នៅក្រោយជាមួយក្មួយប្រុសសៀងលាងហាក់នឹងប
bạn pi nè nâng màu hay bạn chụp cọt chụp cọt tới bạn là bọc mì màu pi khang phong cái bông bờ nâng cọt màu tơ tua giờ tới chà giờ tới đầm bồn bồn hơi chặt chặt sập ram nâng con nơi khang phong cái bông bờ nâng lâu đó chăn bồn bồn hơi chặt sập mũi phong nâng cứ cái nơi đặt đâu cứ dùng miền hồ miền sông miền ấy chẳng tới dùng tinh tới mùi bồn bay lâu tới hơi nhom chỉ mùi lục gì xem an đấy từ đầu từ hàng ô rằng ấy rồi từ từ đầu từ chuyện từ từ quạt mệt bồn xây quạt mùi nơi phùng thay với chỉ mùi gì ươn hai khi nhom mệt bồn chỉ đầu mùi mẹ bọc mẹ mùi chỉ mùi coi hay nơi nóng có từ giờ sòng giờ ấy từ đầu tới bàn cầu nâng máu giờ máu còn đọt đầu chạy chậm chạy khi này ruồng chẳng á hai nơi chỉ cầu mệt bồn ôn nâng hai mình nợ cái bông pel nắng ban school thợ chợ đầu mùi mặt đài khiom quạt chmu cục sao quạt thợ chế bát thiên phong tới quạt cổ ao cả lại đầy mặt đồng nắng dương thợ te nợ đó nè đó là dương thợ te nợ tới nợ phong nắng từ đó khởi pi một phần bộ nội chất sập mũi cô kỳ thợ nhằm chế là bầu bay lên ai cái chỗ này thợ chợ krong á dương tới tung tới đã bị mau mình đạp nó một tập một ai hứa dương thử mà tập tu mà hầu là bộ đại cái chai nè mà nè mà về pi về nó smile cái này tặng o nhà mà hai pi nó khi ông tặng ngón bằng con phở môi một sợi chiết rồi đó pi chẳng tới sợi chiết nó ban mà làm tiếng cô cả bột cặp một quá cái thằng ập xài nó hồi pi nó khi ông ập đằng ấy cái giờ à cái bé ta ôi đặt thui khô đặt bẩn đặt lấy tới đặt bay ao chia việc đại nữa đòn chân tới khi môi đại à cô ở sài đại nương đại thoáng lại cái bé cầu nương khi môi đằng mà chứ mình về ập đại đằng sau xếp ta mình bơ cầu chẳng bơ cầu chẳng á hỏi doctor khi mà về nương cái thứ mà dương nơi cả đá lo là heo nơi khang khẻ á ăn miên bắt tôm ăn miên ấy á na tới cái giờ nít cứ đã ăn năm bậc nương máu cái ve ve câu nương nơi dương nơi chờ tự cho tự anh chăng á na ve anh chăng mòn sẹp đầu ve hồi tư cho câu nương à cái hạt bột cặp một nó bị tụ hả đòn chăng tới cô sợ lấy nhung luôn đội một tàu dương chăng về độ thảo máu loạn đội một tàu chăng á đó chẳng tới khi ông thắng lục độc tới thử mạch cũng ao đôi thạc này môn ở chỉ vật anh chẳng cũng ao lưu sợi anh chẳng thời thử à mạch tao miền trái tê giang na đấy đó cởi máu kia của phở à tự chủ nâng đặt hậu chân màu đó đặt hậu chân màu nâng tới câu nâng phải chụp bàn bay khai bàn slap câu nâng mũi á nát rồi đó bị slap câu nâng tới bàn phải chia mà chân nặng đầm bòn bồn hơi chặt sập bầm bay đầm bòn bồn hơi chặt sập bầm bay nữa trong đầm chân nằm bòn bồn hơi chặt sập bầm bay đó trong em mình toàn đá mấy khi em nở phồng cái phồng bờ nâng nở thừa sẻ nâng châu nâng là hồn chẳng tư đó bị đầm chân nằm mà bòn bồn bồn rơi chặt sập bầm bồn đó chẳng tư cái chặt đầm vài chào đó cái chiều mà nó vài chào thì đây đó giờ mình đâu vài chào chẳng phụ khi ông ở đằng này phụ về cái vài chào nó dư lưu sợi lấy nhá hay khi chỉ lý mình nó cái thà chỉ lý dương từ phòng mùi tiền chẳng khi bông ôn dương đại văn tăng à tia chẳng từ hơi chia tia từ ô đô những các khi ông chỉ lý mà nông phần chẳng đô cái này chẳng phần tay đọc về giờ từ đó nông giờ từ đó cả lại nông xoài trôm tì nông cái xoài trôm á, hai cả lại nhom ruộng nơi nông pi, cả lại nông má phải chăm ngay phải bay cả lối, đào pi chẳng tới dừng lứa, lứa pi về vài cháo, phần đang về vài cháo đấy, pi nắng, giờ hồi về chắc, plain khô khay nắng á, còn mà dừng lứa, còn mà lứa mình xài chứ, đó chẳng tới cô chắc, plain nắng lứa chẳng tới, ta tu luôn gì xem áo đấy, cả thà quạt nợ đầy nó quạt giấy quạt xù ta dù thế thắng quạt giờ từ cái giờ từ sáng ngào hôi hôi
đôi than nơi tầm ngày tiết đập viên phục nhom hai chẳng bờ bông ai chẳng lấy mình lấy ao rót tới sọc hàng vô thiên nâng tay sẹp đòn chẳng tới vô thiên nó cô phép chẳng tới lục gì sầm át nó cô hai màu hai phục nhom nó nâng ai anh nó riêng nó phải quạt bàn tiệp rồi rồi hai nâng á nè chà lấy khi mình dạy tiền nâng phải chỉ quạt tiệp rồi hai dạy pi mà đòi khi mình ở đập phum salon nâng dạy pi mặt đòi nơi ruộng nơi phum salon nông rập bộ dương campuchia chia thập tài nâng á cứ sông ta xa nạp phum nâng cứ nạp phum nâng chất lâu pi đại phục khi ông tự nâng cái hai mà xua tha à lâu nâng đôi ta mua hai tay bàn trường rột mà nơi sọc kia chẳng chương mà bảo phum kì đòn chẳng tới phụ nhóm nâng bà hàn bà vật rốt sát tạ con xa đò tớ mê phụng nâng kì mưu khuyên con xa hỏi phụ dụ thì nâng kì màu này kì mà xong bì mê phụng giờ tớ bần mê phụng có thả ọt tế tục ở quát đôi thả áo quát ở này nóm xanh môn quát áo ấy ná chẳng bàn phụ dương bàn tù chì vật hỏi mê phụng nâng chmua phụ xa chmua xa ấy nâng phụng giả lòng nâng á hai phụng nâng chất lâu đó nó tới cái chạy áo dưỡng áo đầy mà phải pram tất tấn hai bà đào nâng hà sập mạch áo dưỡng nâng đâm tà lông đâm mà lắc đâm chay ý xe mẹp dưỡng nhám á ná nâng ơi hai đoàn chân tới cô dưỡng cô nở phụng nâng bàn sọc sán đó là phía chân nằm một quần bồn hơi chất sập bồn bồn bạc sập nâng đoàn chân dương thử đầu là bộ ấy mình là bộ nông châu cầm chia thập tay nó chắp thử đó bị là bộ hàng hôn sai nè là bộ máy nè một bọn buồn hỏi chất xâm buồn nâng á nâng ai đó bị chân tới mình nhé nó bị nâng cô thư chia khu bà riêng nâng ai nạp hôm nó cái xong cái thà đòi khi mưa bộ vật tới khuyên ta chạy đăng chẳng cô cái xong ở chui sọc kê chui phông kê chẳng mình có smart chất thơ chạy khu bà riêng hai khu bà riêng nâng cứ kì ao anh cô dưỡng đập pram cả lâu nông mặt khai á ná chẳng đã chung một khu bà riêng đập pram cả lâu tư hai cô chui bà riêng mong riêng sâu đa kê nâng tư tại dưỡng khu bà riêng nâng mình men hiện chạy bì cửa rụt có xa lấy máu ăn miên đi ná cứ dừng cứ chạy tạm khuôn dừng đã dừng riêng bì môn máu nâng chạy mà bà riêng bà to tiết tư hồi đó chậm nay chạy bà đây ní lục dì xâm át ní quá tạc đầy nơi phân bình nọ hồi nhóm nâng nơi bà riêng chui bà riêng con xa nâng tư hồi bì màu bầm bầm đà màu đập mùi á ná hồi đó bì khởi bì màu đập mùi chẳng tới dừng nhằm bà nhằm ấy hỏi cô đà lục tâm lục mà rê bí chê ấy đại đâu giờ sau mới tập thường co nhằm và to tiệt nó rồi đàn chẳng tới cuộc bàn chui màn mát bàn mặt nam chia nghe phụ một bọn buồn hồi bài sắp bị chân bốn đoàn bọn buồn hồi bài sắp đó chồng nam bọn buồn hồi bài sắp nó không thể này hay không thể rốt màu khang chừng chùm rộm mấy châu chùm rộm mày phù đào xa kỳ thà bồn khi ông nợ ôn khí nè quạt thà ao tập bồn ôn mặt đào chùm rộm kì bà kà bà hoa mà dơ ơi dương ọt đăng nó còn chẳng cô tư hào ô bì nóng khi ông lịch dây hướng khi ông miền cầu mùi tiết cầu khi ông sẵn ngại nóng chùm sọc chùm nóng á hào bì đà khi ông rốt chả liệt luôn ô chật thở gây anh ấy đà bì anh ấy đà vẹn nhóm chỉ liệt luôn pi phnom penh mà châu chùm rồng nơi chăn mà pon phẩm buồn rồi bài sập khai phẩm buồn phần tai nơi pi đại dương thôi nằm nà mà tam pleasure nâng á dương miền ca lủng ba kháng đại sa pi dương mau nâng dương nặc saman đặc kí chun mau tới đo lại nâng món về sủa lên á phần tai sập mà đó cái phun cái bào chướng mà đó xoài xịt phẩn cái bát tứ đó cái bát tứ
ខ្ញុំពើកូនមួយហើយលោកយាយសំអាតគាត់ពិការជើងផងស្ពាយកថងខអាងបន្តិចហ្នឹងមកណាហើយដើរមកតាមផ្លូវហ្នឹងគេឆែកសួរទៅណាអីចឹងហើយលោកយាយសំអាតគាត់មានអាកាតគាត់ធ្វើការជើងដេហ្នឹងគាត់បានកាតហ្នឹងបង្ហាញគេថាទៅធ្វើបុណ្យនៅឯភូមិស្រុកអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅកូនហ្នឹងវាកាតចឹងជប់ទៅវាយំហើយមុខវាខំហ៎អូយវាស្រ័យយំថាផ្អើលគេផ្អើលឯងអស់ហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាឈឺដល់ឈឺទៅវារៀកក្នុងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពើហ្នឹងគឺហូរតាមនៅជាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងហ្មងហើយអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាយូរឯងទៅទៀតបើវាងាប់តំណាបោះចោលតំណងទៅដល់អញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើដំណើរមកទៀតមកពើកូនហ្នឹងទាំងឈឺទាំងអីហ្នឹងមកដល់ពេលពើមកឈឺទៅមកទៅចេះធ្វើដំណើរមករហូតដល់ពេលក្រោយមកយើងបែកគ្នាទៀតហើយមកដល់ជំរំកាកើហ្នឹងបែកគ្នាទៅពួកខ្ញុំនេះសិតតកូនក្មេងហើយមានបងថ្លៃនេះកុយលីសនហ្នឹងតងន់ប៉ែន7ខែទៀតដល់ពេលធ្វើដំណើរមុនធ្វើដំណើរហ្នឹងគេថាតើលើក្មេងយំអីហ្នឹងអត់បានទេគេត្រូវចោលមកប្លន់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទិញសាច់មន់ឲ្យកូនហ្នឹងញ៉ាំឲ្យវាឆ្អែតណាក៏ឲ្យវាដេកលក់ដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើដំណើរដល់ធ្វើដំណើរអាបោកហ្នឹងវាទៅបាត់ហើយមានមេខ្យល់ហ្នឹងគេមកសួរគេថាបងឯងមិនមែនអ្នករត់ពន្ធទេដំណើរហ្នឹងបងឯងនេះហើយហើយប្រាប់គេត្រង់តែប្រាប់គេត្រង់គេថាឥឡូវគេយកមាសប្រមាណនេះអានឹងលើបងស្រីខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងទេដល់អញ្ចឹងទៅបងស្រីទៅអ្នកនំហ្នឹងគេចែកជា2ក្រុមមួយក្រុមខាងខ្ញុំហ្នឹងសិតតែល្មេះល្មោខ្ញុំកូនតូចអាយុមួយឆ្នាំកន្លះបងថ្លៃខ្ញុំនោះកូនគាត់4នាក់នៅជាមួយគាត់ទាំងអស់ហើយគាត់តងន់7ខែទៀតហើយថែមក្មួយប្រុសមួយហ្នឹងអាយុ4 10ទៀតនៅសត្វខាងហ្នឹងទាំងអស់ស្អាប់ដល់គេចាញ់ដំណើរនាំទៅមកបាយខាងប្តីខ្ញុំលោកជីសំអាតម្ដាយខ្ញុំអីគេសត្វធំធំគេស្រួលនាំទៅតើគេបានចាញ់ទៅដល់ជំរំចំណែកខ្ញុំវិញនៅជាប់ចការកើនៅជាប់គាត់ថាទៅដល់ពេលហ្នឹងអឺដូចថាគេហៅប្រធានយោធាអញ្ចឹងណាគេហៅយើងចូលទៅជួបគេថាមូលហេតុអីបានយើងទៅធ្វើតាណាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងកូនហ្នឹងសក់ជុំហ្នឹងអូយយំខ្លាំងណាស់ហើយទៅដល់អញ្ចឹងទៅប្រធាននងបែគេថ្លង់គេឬតែក្មេងហ្នឹងយំហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេក៏ឲ្យចាញ់មកវិញឲ្យចាញ់មកវិញដល់ពេលហៅបងថ្លៃទៅកុយលីសនគាត់ពុះធំអីទៅហើយមើលទៅសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងវាមិនសមអ្នករត់ពន់ទេប្រែខោអីខោកម្មធ្វើហើយអាវពើងចិញ្ចក់នោះដល់អញ្ចឹងទៅគេប្រកបជាលុយគាត់ឲ្យលុយតែគេទៅដល់ឲ្យទៅចាញ់តាណាមកទៀតចាញ់តាណាមកទៀតមកដល់កដាផ្លូវហ្នឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងយំទៀតហើយវាស្រែកយំខ្លាំងមែនតើដល់ស្រែកយំខ្លាំងអ្នកនំគេថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងញុកមាត់ទៅហើយខ្ញុំយកកម៉ាទៅឲ្យគេណាស់ណាស់ពូពូនេះកម៉ាពូឯងញុកទៅយកឲ្យគេអញ្ចឹងណាហើយដល់នេះគាត់ថាអត់ទេព្រោះគេហ្នឹងគេអត់ត្មៃហើយគ្នាហ្នឹងជួយដែរព្រោះធ្វើកម៉ាកាន់កម៉ាហ្នឹងធ្វើជាងហឹងម្នាក់ចូលខាងណេះម្នាក់ចូលខាងណេះយល់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងវាស្ងៀមតែវាអត់ស្ងៀមដល់វាអត់ស្ងៀមគេថាឲ្យខ្ទប់មាត់ហើយខ្ញុំវាល្ងងដែរខ្ទប់មាត់អាធម្មតាយើងថាខ្ទប់មាត់យើងខ្ទប់ទឹកមាត់អញ្ចឹងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងស្រាប់តែនៃគេហ្នឹងមិនមែនឲ្យខ្ទប់មាត់អញ្ចឹងទេណាគេឲ្យខ្ទប់ហ្នឹងឲ្យដើម្បីឲ្យស្លាប់អីច្រមុះចេះណាហើយយើងអត់យល់យើងខ្ទប់ទឹកមាត់ហ្នឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅគូខ្ទប់ទៅវាលែងលឺសលេងដល់លែងលឺសលេងគេគូនាំឆ្លងកាត់អាអូពីខៅដាអាពីនេះហ្នឹងទៅដល់ខៅដាងហ្នឹងហើយឆ្លងកាត់ដល់ខៅដាងហ្នឹងទៅវាក៏បានដូចថារួចដែររួចជីវិតហ្នឹងណាប៉ុន្តែយំហ្នឹងអត់ឈប់ទេមកយប់ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណាក៏យំដែរអូផ្លេចប្រាប់ពេលយំនៅជំរំចការកើហ្នឹងណាមុនធ្វើតំណាមកដល់ខៅដាងហ្នឹងមានបងស្រីមួយហ្នឹងគាត់ស៊ីយប់ហ
đã con khi ông dùng tới về khan một bộ quát quát cô do con bắt thay bắt nó mà họ cắp đòn chẳng tới bàn lục bù mũi quạt trên nẹt thò nẹt à nó quạt được khoát quạt thà này không ôi không ai bị chơi tê bực không ai bị chia nó việc đây chứ về mình nhìn chẳng đi chẳng tới cô rồi chỉ vẫn nâng môi tới đây cầu nâng đó rồi chỉ vẫn chẳng mau chẳng tới ở lại nó đó bên chẳng dương cô thưa tầm ná bàn nơi khai đàng đó nơi khai đàng chẳng tới một là bộ vị chia đây quạt nè cô bàn qua bồn bồn mũi nơi phùng sọc nắng kê miền lôi đó kê miền lôi dương miền chùm nên đầy cho tới kê tình mà sân tới dương đầy tới chai kia tử dẫn bàn ru bà to tiệt rồi từ mà bàn miền chmô chanh krai nó đó bê mà chanh đó bê chmô chanh krai nè à nâng bánh hà mũi tiệt rồi bồn bồn kê bàn chanh nhầy khai bồn khai prám kê chanh ở hai màu mà vô chmô kia nắng á nhóm bán chanh này, bán đọt chanh tới đó đó bằng cố, đó lông phí ní. Kê ạch ao chanh tế, kê thạc đào sạp bà đây bị ca. Đó bà đây bị ca chẳng tới cô kê cô ao dô quát tới đây nợ bệt lông phí ní nọ. Hào chân này nhóm nâng nợ cả lại nợ y lông phí ní nợ cả lại chùm rôm nâng á. Chùm mùi câu nâng. Vì bọn bọn kì miền chmô chanh á, đã xong kì, xong chan, á xong chan ăn hành phùi kì á. Hồi cà nà dương bàn là nâng máu dương giờ tình lụt tới bàn lôi quán chai, đọc ở hiệu lệnh, đọc bạc, đọc anh chẳng á ná. Hồi chùm này chạy bài tập nâng cứ kì chạy đề khe kì á, kì chạy là bộ bảo dương á, dương tay nhám tay. Chẳng lục dì xâm át nâng quật, nâng mẹ nâng băng cột nâng phai mặc hài. Hồi đó này quật phép nhầm thằng bởi quần bàn chanh tờ tế ná. Ở nhầm nâng bình nạc con chanh tờ quật tờ lọc tờ sọc mai vinh quật bà đàm chẳng ná. Hồi đó bê khởi mau tới cô kê bà chun tờ lọc mau với nhầy. Bà chun bì lung bì ni nâng mau tròn xít với nhầy. Nâng ở đó bà chun mau vinh chẳng tớ bồn bọc nhầm đại chmô ôn khlì nâng quật thư ca khẳng ruột nơi Canada nâng ạ. Hào quạt tiêm thì ấy được thật thật xây xa bọt xong mấy kì từ hai mưu bình nất mưu ruột tới dương ạch miền trường ngữ ấy nó còn là dương xoạch trường chăng á. Chăng cô quạt này tới đo khai bầm bầm ngày đọc bầy khai bầm bầm nâng cô bán miền trường mùa chanh màu nâng bàn mặt đo bà tế cá đà nâng ngày đọc bầy khai bầm bầm cho nằm bọn bồn rồi bạch sập mùi. Chà, bê nông khởi máu cô tổng ngôn bàn câu mùi tiết. Cát bọn bọn hỏi 8 bì ní cát bàn câu mùi tiết đây. Tại bìl màu nâng kì ai riêng. Kì ai dương riêng á. Nâng ai kì bạc vẹt hai ai kì nông mà tích ai chất sập đà la. Nâng ai ai tờ riêng. Tại đó nhóm riêng đàn đã bị bày khai thế hơi tổng ngôn tứ chlôn lê tới khăn tờ riêng. Đó khăn tờ riêng tới bàn bày khai khăn rọt kì đàn nhân dương thua cái. Mà chẳng hoàn nông á câu đã bày khai đi. Đó tôi thua ca, mình đã thua xa, tôi bông, tôi thua ca, cái áo nhọt, áo cà bầu, cà đá đặc, nông cà bầu, bán bông xây mũi chmô, mà lý nó, rồi đài khu xa quạt chmô sâu xăm ní, sâu xăm đài nơi ô tà bà, sáng ái ní, cầu quạt chmô hà lôi. Hay đó chẳng tứ, cô tôi thua ca nâng, chỗ hơi ạch đăng ở dương, ạch bẹt sớm, đài sớm ấy. Chỗ nó ở về bàn nhọp đó. Nó màu với nhà một hụt nó về hụt đại dương khâu tặng ơ. Một tặng ơ. Hồi đó nhạc đại lẽ ạch ở đại đăng lẽ đó liền chán quá khơi. Đó quá khơi tôi có thể ơi câu này câu chụp tới thơ tơ. Hồi cô chụp tới thơ nông tơ hay lúc chí xâm át tới thơ tầm này ai tơ hay nhóm nơi mưa câu chẳng miền này tiết đây. Kì là bay thật. Ồ chẳng. Dù có ai đây tạm tè. Ở trẻ đây đi. Tại giờ bị nạc bóng thái nó có trẻ đây. Chứ một xuyên thịt nó có trẻ đây. Chị ô tô biết tư. Dù có ai nơi plug ghi. Tại chị tư tư dù có ai kì mặt đây. Dù máu trong năm trẻ đây nó. Đọt đây tới cả nóng côn bàn bay khai. Đây tụi mong bàn mùi mùi
ជួន1ម៉ោងມັນបានបងហូចមួយបាន3រៀលអី1 3ដុល្លារអីដែលអត់បាននេះប៉ុន្តែខំប្រឹងធ្វើដីនឹងចេះតែប្រឹងតែតែទៅស្អាប់តាថ្ងៃមួយនោះភ្នែកចង់ល្ងិតដល់ភ្នែកចង់ល្ងិតអូឈប់ហើយឈប់ដីហើយបាននេះវល់វល់ល្ងិតភ្នែកដល់ចាំទៅក៏ឈប់ដីឈប់ដីអញ្ចឹងទៅក្រោយមកបានកូនបានធំតែបានទៅរកការបានធ្វើហើយដល់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅពីដំបូងនោះធ្វើការនឹងមិនចេះទេផងអីនោះប៉ុន្តែចេះតែខំប្រឹងរៀនទៅអាធ្វើបានដែរដល់ថ្ងៃមួយនោះទទួលកូនហ្នឹងកូនកូនសក់ជុំហ្នឹងវារត់ឆ្លងថ្នល់ដល់រត់ឆ្នោឆ្លងថ្នល់ឡានបុកឡានបុកបាក់ជើងដល់លោកឡានបុកបាក់ជើងជំនាន់នោះយើងដូចអត់ដឹងអីទេដល់ខ្ញុំឃើញឡានបុកបាក់ជើងអញ្ចឹងទៅគោទៅឃើញកូននេះទៅគោលើកកូនពើអត់ដឹងកូនបាក់ជើងទេស្អាប់តែលើកកូនពើអញ្ចឹងទៅស្អាប់អាចុះឆ្អឹងបាក់នោះវាចេះតែប៉ោងប៉ោងចេញពីជើងខោមកបានដឹងថាកូនបាក់ជើងដល់ដល់កូនបាក់ជើងទៅគោដាក់ឲ្យដេកនៅ floor ហ្នឹងដេកដេកនៅ floor ហ្នឹងបានខលហៅឡានប៉លេសមកបានយកទៅដេកពេទ្យនៅសាំងស៊ីស្ទីនតែដេកនោះ3អាទិត្យហើយពេលនោះគឺកំសត់ណាស់ខ្ញុំព្រោះណាមួយកូនមួយតូចនៅផ្ទះហើយកូនទៅដេកពេទ្យជើងទនាមត្រឡប់ខ្មែរមិនຕົកឲ្យនៅទេយើងត្រូវតែទៅជួយមើលណាហើយណាធ្វើការទៀតហើយពេលនោះឡានបាសនឹងវាធ្វើបាតកម្មធ្វើទៀតវាអត់បើទេដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំព្រលឹមឡើងនឹងខ្ញុំទៅធ្វើការហើយមកវិញញ៉ាំបាយអីហើយទៅពេទ្យសាំងស៊ីស្ទីននឹងទៅដេកនឹងព្រលឹមឡើងដើរពីនងមកធ្វើការទៀតក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃតែកូននៅដេកពេទ្យហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ក្រោយមកបានកូនចាញ់មកគេដាក់នៅផ្ទះហ្នឹងគេអូបហ្នឹងបាក់ហើយពេលហ្នឹងអសរងគេអត់មានសងអីយើងប្រមាណទេយើងហើយយើងក៏អត់ប្តឹងផ្ដាល់គេយើងអត់ដឹងហ៎ចឹងគេឲ្យតែថ្លៃយើងជិះតាក់ស៊ីអីទៅនេះហ្នឹងទៅហើយថ្លៃខោអាវអីតាំងទៅវិចមកឯងហើយដល់ទៅក្រោយមកគាត់ថាបើកដេខ្លួនឯងបងប្អូននឹងនាំគ្នាបើកដេរួមគ្នាទាំងអស់នៅជុំជុំគ្នាញ៉ាំបាយជុំគ្នារហូតក្នុងរយៈពេល5 10ឆ្នាំហ្នឹងនៅដេជាមួយគ្នាតើក៏មកបែកខ្ញុំនេះក៏បើកដីខ្លួនឯងបើកដីខ្លួនឯងទៅបើកនៅផ្ទះដល់បើកនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅក្រោយមកក៏ឈប់ហ្នឹងហើយឈប់ដោយសារឆ្នាំ1992ដល់យើងបើចាញ់ទៅក្រៅឃើញថាអូនៅខាងក្រៅប្រើភាសាបារាំងអត់បានប្រើតែអង់គ្លេសដល់អញ្ចឹងមានចិត្តមួយថាចង់រៀនអង់គ្លេសទៀតដែរដល់ចង់រៀនដល់ទៅរៀនបានបន្តិចកូននឹងវារៀនធ្លាក់ម្យ៉ាងណាធ្លាក់ down ដល់អញ្ចឹងគិតថាចាស់ហើយមិនបាច់រៀនអីទេជួយមើលកូនដែរមើលឲ្យកូននឹងខំប្រឹងរៀនទៅដល់អញ្ចឹងទៅគោខ្លួនឯងអត់រៀនទៅធ្វើប្រហែលហ្នឹងតើតាសង្ហៃហ្នឹងបានវាអត់សូវចេះហ្នឹងអាដល់កូននឹងរៀនអញ្ចឹងទៅក្រោយមកវាអត់ផឹងរៀនទេដល់អញ្ចឹងនេះចាប់ឲ្យធ្វើការអាយុ7-10មកធ្វើការទៅជួយធ្វើការផ្ទះនោះជួយវាយរនលាវជួនអីអញ្ចឹងណាដល់ក្រោយមកនៅខាងត្រង់តោនឹងគេល្បីថាធ្វើការបានថ្លៃដល់បានថ្លៃគោមូមកត្រង់តោនឹងបានមកនៅសំណាក់នៅផ្ទះក្មួយឈ្មោះអ៊ុនប៊ុនលីដល់មកសណៈនៅអញ្ចឹងទៅបានកូននឹងគោវាចូលធ្វើការទៅខ្ញុំក៏បានធ្វើការអញ្ចឹងទៅយើងបានធ្វើការទាំងអស់គ្នាបានស្រួលទាំងអស់គ្នាដល់ខ្ញុំនឹងធ្វើការនៅ Inscape រហូតមូលពីម៉ុងត្រេអាលមកនឹង22ឆ្នាំនឹងធ្វើនៅនឹងរហូតទៅហើយពីដើមកូននឹងឈ្មោះសុកជុំនឹងក៏នៅធ្វើនឹងដែរដល់តែអាពេលធ្វើការនឹងយើងអត់សូវចេះភាសាយើងចេះតែដូចថាចេះតែតាមគេគេថាអីយើងចេះតែជឿតាមគេតាមគេហើយទី2ដូចថាយើងបានដូចថាលើកតម្កើងសាសគេហ្នឹងថាគេជាកាណាដៀនយើងត្រូវគោរពគេយើងខុសទីទួយយើងគូយើងអត់ប្រកែប្រកាន់គេដែរយ
ាងគិតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចេះតែខំប្រឹងធ្វើទៅការងារណាប្របាអីដល់គាត់ចេះឲ្យមិនមាត់មិនកោដែរចេះតែខំប្រឹងធ្វើអត់ធ្មត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយរហូតដល់បានរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំការងារពីដំបូងដែលនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគឺនៅខាងម៉ុងរីអាលយើងអត់មានពាក់អាសេទីសអីទេស្រាប់ដល់ពេលមូមកខាងត្រង់តោពាក់ប្រើអាសេទីសដំបូងអត់ដឹងសោះអត់ដឹងសោះហើយតែញ៉ាស្បែកជើងហ្នឹងក៏មិនយល់អីក៏មិនយល់ក៏មានក្មួយមួយឈ្មោះម៉ាលីសហ្នឹងគេលក់របស់គេឲ្យក៏តែញតែញមកពាក់អាស្បែកជើងហ្នឹងឲ្យជើងគេតោជើងខ្ញុំធំតិចដូចជាអៀននោះមកប្រាប់គ្រូសាខ្ញុំនេះណាអូយអើចុំស្បែកជើងហ្នឹងខ្ញុំជើងជើងណាហើយគាត់ថាគាត់ទៅពាក់ប៉ុណ្ណឹងអីក៏ចេះតែនេះថ្ងោហើយស្រាប់តែបាន3ថ្ងៃក្រោយមកអាជើងហ្នឹងវាកញ្ចក់ជើងវាជាំបានគាត់ជឿហ្នឹងហើយព្រោះយើងអត់សូវដឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅបានដោស្បែកជើងដល់ដោស្បែកជើងយកស្បែកជើងធំតិចដល់យកស្បែកជើងធំតិចយើងថាឲ្យវាឡងតិចទៅវាស្រួលតាមពិតដល់ពេលអាធំតិចអាឡងហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរណាព្រោះដល់ពេលអាឡងអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការលើកអីអញ្ចឹងទៅវានេះអាចក្លាច់កែងជើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាសេទីហ្នឹងកុំយកធំពេកកុំយកតូចពេកយកឲ្យល្មមបានការពារសុខភាពបានចាដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើຕົកកែងជើងហ្នឹងក៏នេះទៀតដែរជប់ទៀតដែរហើយឥឡូវវិលមកដល់ការងារនៅក្នុងខេត្តអនតាយូវិញម្ដងមកធ្វើនៅ Inscape ហ្នឹងពីដំបូងហ្នឹងគឺការងារមួយដែលចំណុចសំខាន់ពីដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការងារទូទៅធម្មតាដូចគេដល់ថ្ងៃមួយនោះបងស្រីហ្នឹងគាត់កាត់កណាត់ដល់ពេលគាត់កាត់កណាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ដួលកណាត់មិនទេគាត់កាត់គាត់បានដូចថាបានឈឺដល់ឈឺគាត់ឈប់ដល់ឈប់មេណាជើឈ្មោះដានីសដែកហ្នឹងគាត់មកច្អល់ថាឲ្យខ្ញុំទៅកាត់ដល់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំទៅកាត់ហើយដានីសខូឌីណេទ័រគេថាខ្ញុំមិនចេះទេហើយខ្ញុំនេះអត់ចេះសោះអត់ចេះមែនណាប៉ុន្តែក្លាហានឆ្លើយប្រាប់គេថាចេះដល់ឆ្លៅគេប្រាប់គេថាចេះអញ្ចឹងខំប្រឹងដល់ខំប្រឹងចេះមែនដល់ចេះមែនអញ្ចឹងទៅក៏អាហ្នឹងក្ត្រៃធម្មតាក្ត្រៃអាហ្នឹងក្ត្រៃប្រើខ្សែភ្លើងដែរប៉ិនអត់អូតូបន្តិចទេដល់ពេលឆ្នាំប្រហែល5 10ឆ្នាំកន្លងទៅប្រហែល2010ថា2008 2010អញ្ចឹងគោគេបដោប្រើកន្ត្រៃអូតូបន្តិចគេមួយទៀតគេទិញ210,000មកដល់គេទិញមកគេប្រហាត់ឲ្យយើងធ្វើកាត់ដល់ប្រហាត់ឲ្យយើងកាត់យើងវាមិនសូវចេះអង់គ្លេសវាមិនចេះដល់មិនចេះភ័យរត់ប្រាប់សុបវាយថាគាត់ឈ្មោះ Friend Wilson ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំមើលតើខ្ញុំធ្វើកើទេខ្ញុំសុំដោមុខកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើកន្លែងមួយទៀតវិញដល់នេះសុបវាយហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំធ្វើបានគាត់ຕົកឲ្យខ្ញុំនៅធ្វើទៀតហើយរៀនដល់អញ្ចឹងទៅហៅគេមកពីអាមេរិកបរៀនម៉ាស៊ីនហ្នឹងដល់ហៅមកបរៀនយើងវាមិនសូវចេះអង់គ្លេសហើយគេហៅអ្នកធ្វើការមួយទៀតហ្នឹងគាត់ណថាម្ដងមកយាមមកធ្វើទេយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹង8ម៉ោងគេនោះដូចថាយើងត្រូវការបញ្ញាប់គេមកជួយដល់អញ្ចឹងទៅគេនោះ University ហើយយើងនេះវាមិនចេះដល់គ្រូមកពីអាមេរិកមកគេបរៀនគេចង់បរៀនតែអ្នកចេះហើយយើងមិនចេះគេមិនចង់បរៀនបើមិនយល់ដល់អញ្ចឹងទៅគូគិតថាអេទទួល Manager Plan ហ្នឹងដើរកាត់តាមមុខហ្នឹងដល់កាត់ទៅមកហ្នឹងចេះទៅប្រាប់គេថាគ្រូបរិញ្ញាហ្នឹងអត់ចង់បរិញ្ញាទេអត់ចង់បរិញ្ញាខ្ញុំទេដោយសារខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ចេះអង់គ្លេសហើយម្នាក់មួយនោះគាត់មកធ្វើកន្លែងខ្ញុំម្ដងមួយយាមវាចេះអង់គ្លេសមិនគាត់ទៅប្រហាត់ម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំមិនគាត់ប្រហាត់ដល់អញ្ចឹងទៅ
kế có độ nèng nông chanh đó ná hay ao khu nắng phát khi ông tư hay chẳng tới đo bì kì mơ tư ú mặt chết đi bố à mặt sân nắng kì miên à chắc cơ kì nắng thử hôn cho hôn làng chết đó ủa khi ông về mình đài sao hay về mình được là ngóng miên này ấy khá nhóc đã từ lợp lợp chăng hay đó là chẳng tới mơ tư bài mặt chết đó tập hợp sập vài tiết đây đầu tiết con mình bấm đâu còn ai nào thôi tiết thôi đã khỏi máu chạy ha đã chạy tới là lấy môi anh đang mai thế à à engineer đang nơi office nâng viên nặng chân cái đó máu về mau hiện bị mình với nhà lỡ đó là lấy là một ngày nâng bị hiện môi tiết đây bị hiện nâng xa à Afghanistan máu kì ao nhóm nâng bị hiện kì tiết đây chẳng bàn thà dương mình sao chạy ăn lấy tay dương miệt chủng nén à pratik nâng cứ dương chạy chạy bọt hỏi cái này dương chạy bọt chẳng á chẳng số là cái nâng ai càng ấy đau ai ta dương chạy bọt hỏi sao chẳng á chẳng cứ kia tới cả na hỏi nhóm nâng mình sao chạy men phần tay thực cả cái cả cái nâng cứ được thà chui á chui chui của bà nhi nâng ai chấm nắng nhá bị phục ti mũi cái áo khi em tới riêng nơi company field á, tới hiện nó sẽ là an sinh nha, tới hiện áo khi em tới hiện cho mũi, khi em xong cái tiết đấy em thà, thì áo khi em tới hiện mất, khi em mình sao che ăn lê phong, tới xong cái thà, áo khi em ơi khi em ở tới hiện thế, thấy thời từ từ, đó từ chân thứ, tới hiện ra bậc cái áo thư manager, tới tour order à, ô, cả nóng mình là chết tới mùi đài tức lực tì mũi quạt vào hạt và đập về lực tì phí quạt tàu bát khi ông mất cái lệnh mưa hậu mưa chơi xăm hậu chơi xăm khơi nhau cái đạm màu ngó đạm một phây dùm nô đạm phây dùm nô đó lực tì phí nơi mà này ánh thơ bàn mà anh ta bay dùm nô ấy chẳng đó vẹn tì bay thơ tiết á thơ tiết à giờ khá cô làm bạn đã đọc phần môi sinh nô bạn bạn chưa học nông tới hay chân anh nơi cặp ba nhi nông đã xa nhóm che cạn chân tới đôi thạc nhóm mưa tới cả nạt nông đôi thà cả nà dương cắt chảo là về nơi xa cắt cắt chảo chân tới dương ai phải thôi về bàn đôi thà mà in chân tới dương thà ảnh nông dương ai phải về chân tất cả là in bàn nó bạch mà in chân đấy nó đoàn chẳng cái thơ thay là designer cái thơ máu cái cắt bàn tầm mối mình ai cắt bàn pì đoàn chẳng tới dương ai thơ ai của bà nhi nâng cái chân anh cả nát chân anh ấy chẳng á ná dương chui ghi chẳng nâng ngày dương mẹn thật cái đặt màu của màn bàn tầm bàn nông ấy bởi dương chết dương bởi chân nền dương khá tới chui ghi chẳng tới đoàn chẳng tới cái cô sở bài chất cái khơi dương thơ đôi thà giờ chặt tóc đạm mình men thật cực thà cái đạm mà nó phần năng thế hỏi tí pi pi là mình thơ nâng cái đạm program máu khóc mình phải cái thà này là khóc hơi nhảy tự cài tư mơ tư phụ dưỡng đăng á dưỡng đăng khnạt đăng ấy chẳng đòn chẳng tư à chạy mơ bàn hỏi kháng thân lớn khóc chờ anh đã rồi dưỡng phải tư chuôn pi khóc cái thơ program máu dưỡng đã ừ anh ấy là anh ai đặt bàn pi bán này anh đặt tầm mũi chẳng chẳng dưỡng khát cả nát chở nè chẳng này anh tới thơm đong tiết thật đặt pi màu chẳng kế của thơ tam dương chẳng đai nát còn là dương về mình chơi ăn lên mấy con tay đôi thay dương miền chùm nì anh chẳng bạc chùi đai chẳng thà dương bắt đầm nhà từ đôi thà bồn bà ồn dương ấy nâng tì mũi cứ dương thở cá cách cá sát lõi sát tiệt nâng ấy tí pí dương thật đặc rụp chấp bạp kì chân ta đôi thà à bẹ xê tí ấy ấy bẹ ca pia đôi thà thânêch bẩn ta bài chương sớm đầy anh chân á ná nâng ấy dương thật đặc bẹ ca pia nâng sớm đầy khi ông khát cả nát đang sớm đầy nạ nà thế mày không chắc xong dạ à mày không chắc xong hồ ngâm nụ à lấy cái sớm đầy nóng vô mà ta thơ khát cả nát nâng à ngày muốn khang safety game tự bị rọt tới á khiêm bàn kia đó nấy mày sớm đại mày không chặt sống cái nó phía sau luôn
ចាហ្នឹងហើយចុះយើងជំនាន់ហ្នឹងມັນម៉ៃឃ្រូចាក់សិនល្បីចាចាចម្រៀងហ្នឹងມັນល្បីអ្ហ៎ណាចាឥឡូវស្លាប់បាត់ហើយចាអញ្ចឹងបានថាមីងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនយើងដូចថាមានជំនាញមានចំណេះដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់អី5របបមើលរបបសក្តិភូមិរបបសាធារណរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយមករបបហ៊ុនសែននេះទៀតហើយមកមកដល់ប្រទេសកាណាដានេះទៀតអញ្ចឹង5របបអញ្ចឹងយើងបានដឹងហ៎ដឹងរសជាតិមួយមួយហ៎វណ្ណៈស្មើគ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវបានណាក់ស្មើគ្នាយើងបានដឹងហើយជំនាន់ប៉ុលពតមែនជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងវណ្ណៈស្មើគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែអាកន្លែងមួយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សត្រង់មែនត្រង់មែនមនុស្សត្រង់ណាអត់ហ៊ានលួចអីអីតែលួចគេចាប់ដល់អញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ានទេអាហ្នឹងរបបហ្នឹងគឺវាល្អត្រង់ធ្វើឲ្យបានមនុស្សត្រង់ហើយទី2ដល់ពេលរបបសក្តិភូមិនៃចៃវណ្ណៈហ្នឹងណារបបស្ដាច់ណាយើងមើលទៅមែនអ្នកមានអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកក្រស្ដាច់ស្ដាច់មែនប៉ុន្តែយើងឲ្យតម្លៃអាកន្លែងនេះមួយដែលយើងឲ្យតម្លៃត្រង់របបខាងរៀបចំអីអីហ្នឹងគឺយើងសង្កេតមើលទៅខាងស្ដាច់គឺរៀបចំបានល្អណាអាហ្នឹងណាចាហើយយើងមកដល់នៅខាងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺការមួយជំនាន់ខ្ញុំនៅហ្នឹងឃើញថាអើវាមិនតន់អីទេព្រោះតែមកោវែកកោឆ្នាំយើងមិននេះណាតាំងគេទាំងឯងម្នាក់សត្វបបាក់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដាក់ចេះបានជួយបានបរិហានបដោះបដាលបានក្មេងបានខ្លះដែរអាហ្នឹងណាបានមកជួយដល់ហ្នឹងដែរហើយចំណែកបន្តទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដូចថាជួយផ្ដល់ដូចថាជួយទៅដល់បងប្អូនយើងដែលខ្វះខាតអីអីពិការអីកាលឆ្នាំ2016ខ្ញុំទៅម្ដងដល់ទៅម្ដងគេថារឿងទុកងៅនៅភូមិខ្ញុំណាតែមកឆាមហារអលនៅវត្តប្រប្រៃហ្នឹងស្រុកហ្នឹងនៅចុងកាត់វត្តញោកហើយក្រណាស់គ្មានស្អីទេល្បីមានទុកងៅហ្នឹងមួយហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទុកងៅហ្នឹងវាសត្វតានេះណាសត្វតដូចថាក្រុមកីឡាករនឹងគ្នាគ្មានរៀនបានត្មែអីទេគឺប្រើកម្លាំងប៉ុន្តែកម្លាំងសាមគ្គីទូកងោនោះចំណុះ68នាក់ដល់ពេលអុំទៅអាចង្វាក់ច្បារនឹងត្រូវតែស្មើគ្នាបានលឿនណានឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាខ្ញុំសួរទៅក្មួយនោះថាក្មួយមិនទៅអាទូកងោយើងឆ្នាំនេះបានអុំណាស់អូអីអើយអុំអីឥឡូវខូចហើយខោក្តារសាគេហើយហើយអាបាតក្តារទូកហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏សួរថាក្មួយណាបើអញ្ចឹងអាក្តារហ្នឹងអស់ប្រមាណទៅថាអីអាក្តារហ្នឹងអស់1800ហើយខ្ញុំក៏និយាយថាអើអញ្ចឹងបើ1800ខ្ញុំគ្មានតន់មានលុយទេណាខ្ញុំប្រាប់គេថាអញ្ចឹងចាំអីជួយ1800ហើយខាងវត្តហ្នឹងគេចាញ់ឈ្នួលខ្ញុំអ្នកចាញ់ក្តារអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើអានឹងប្រាប់គេថាអញ្ចឹងទៅឲ្យគេចាញ់សិនទៅខ្ញុំមកដល់កាណាដាចាំសងគេដល់ពេលធ្វើអាទុកងោនឹងហើយគេនេះទៀតมันអស់ចិត្តថាយើងមកនៅរស់នៅប្រទេសកាណាដាតាមធម្មតាតាឆ្លងទឹកឆ្លងអីគេតែញ៉ាពាក់អាវពូងណាអាវកាពីណានឹងហើយអញ្ចឹងទៅទិញអាវកាពីនឹងទៀតដល់តែទិញអាវកាពីហ្នឹងវាមាន2មួយមកពីវៀតណាមហ្នឹងតាថ្លៃតាម៉ាន់4រៀលកន្លះទេចំណែកមកពីខាងថៃវា11រៀលកន្លះប៉ុន្តែគុណភាពវាខុសគ្នានៅខាងថៃអាចកាពីបាន3ថ្ងៃហើយខាងវៀតណាមកាពីតែ8ម៉ោងកន្លះទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុកចិត្តយកខាងថៃចាស់កាពីវាបានដូចថាបានជួ3ថ្ងៃដល់ទិញហើយទៅពួកចំណោះទូកងោគេអត់គេថាគេចេះហែលហើយគេមិនចាក់គេមិនបាច់ពាក់ទេហើយខ្ញុំថាពួកចំណោះទូកងោគ្នាទៅសិតតែស្ម័គ្រចិត្តណា
hay bơ sân chia pel nung tuk lệch tâu hay pel nung jeung vul mok jeung đoch tha chư kbal ay ay chăng na jeung mien kalang na đoch tha hael chăng jeung pẹ a nung tâu quan ka pi tae bong bon chmnoh tuk ngơ nung kot phai khla chanh kot ot pẹ te ao nung nơ chao nơ nung ot pẹ te hay khnyom na ao ta kê tha kê ong tuk ngơ nhóm ta ao ta tập pẹt nhóm thơ đâu này sân ao vậy ao ta bong ao dương nó ngay bộ đam bây ấy nhóm cái group chắp bắp bộ ăn chén chan nhá chia ca thom mà đa thế tài chi vật đó thay na lục ơi nhóm ban đồ chia mình nông ban miền tây miền trường group con hai ban smart chặt chui sản công từ chui ông tu tiết miền pẹt khai miền ấy thế từ đó smart chặt thế hai đó cái chui chân tới Obama thật cái miền group na ấy dương ắt miền bả đập bả đá cà pi thầm thở hao dương nơi khang can đa dương đăng dương lư hay hai tây dương chui kia nó ở bang cột cỏn chẳng bàn nhom nâng miền chặt nâng thắt chui kia nâng nâng á chẳng tài bồn ông quạt chẳng chăn chén nhom ắt đăng ấy nhom chẳng bàn thà ông tới ai tập bàn thà thò mà đa bàn sờ bay tới hao dương bàn cà pi ở dụ chi vật dương nâng tới nâng bà này năng ai phố thầm đá ta cây la có về miền chân nhà miền cha nhá nó về mình đái chân nhà lâu thế bờ bắp bắn chân nhà lâu ta dương cột bắp dương chân nhà lâu rồi chẳng người miền ca ai thế là chào bay miền tập bản năng đấy na chẳng sông chung bờ bản sọc phèp lâu hay nâng sông đầm nhà tại bồn ôn dương xây xây tiết bờ miền chấm nền chấm này ai ai nâng bờ sân chẳng tẹt tông mũi 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 chú ấy nó mang lệch á. Căn đòn chả? Chả căn đòn nó đại kỳ thư khăn khăn vập vật thoa nó mình vập vật thoa tập mai dương mùi tê chả. Cứ vập vật thoa tu tư. Hồi khi này riêng nó nơi University chú mùi ấy chứ. Chú mùi ấy mùi. Carlton. Carlton hả? Carlton. Carlton. University Carlton. Khăn Ottawa chả. Đại bàn màu chùi nó chẳng. Bông ôn dương. Đại chlông cắt pram rộp nó á. Hai miền với căn chà chà hai mình chẳng àu nâng sát tuông tha khmeng phốt có ha đê lang tới rồi 18 900 chẳng á hay chẳng đâm bị đối tha bần sọ tóc tới ới đó con con khmai chnoan crai ới bạn đặng ới bạn skol nâng á chẳng dương nom khnia nê tới práp tới đối tha chlong cắt robob nâng chnoan pol pot ấy nâng pba sanok yang na hay mà robob nâng yang mạch yang mạch chăng bơ sân đe chăng tẹt tèo mà tẹt tèo mùi khmui ni mà na cha nưng ai phụ kệ bạc chi sa ma kum mùi a khmui a cha nưng ai bạc chi sa ma kum mùi thọt chi video pa na sa ma kum nưng khang phnai bạp thọ nưng mần mên mên ta khmai đê mên nê khmui cha nưng a mên krop sa ha cha cha nưng ai hay mên krop sa kư chi ka mùi lo chm rao chăng jeung chi khmai jeung ban chou khnung nưng pisah na chà hầu chia bị xé, khmai dương miền à chấp bập phải bay tổ là nó peace agreement 1991 á, miền đập bầm bay bắt tết sinh nhật tổ score bắt tết khmai dương hầu chia bị xé này, nè sau khmai dương này nó khmui, sau khmai này Campuchia này nó, nương ai, à lâu nương miền tầm lai bắp bắn peace à sau anh lê, à sau chân sau Rusi sau prang pram chấp bập nâng đại ban trai mau nơi chăn pon bộ nội cả bấy hỏi ban lục hôn san ban đặt châu nơi không rót thọ thầm nón khmai dương tiết á cha hỏi đây bị hưởng sứt mà nô hưởng ai á chẳng dương nơi tới căn đá dương miền sứt mà nô dương qua kha kha nâng hỏi dương ban giấy hiệp hòa pram nâng tới hỏi bộ ôn dương non nơi cửa rục chấp bập chẳng tới cha căn ai dương cửa rục chấp bập tới dương rùm sam kỳ kia tới khmai dương rong rướng phụ khmai dương nó khổp té chỗ nó nà nương ngày bình bị phục luôn và nương ngày chẳng ai thế chẳng mẹ nạp bản năng thế ô ai đam nhà ấy hai chừng này hầu nấy xí cứ hầu phải chặt hèn hai chẳng vậy đây chẳng vậy biển hầu hầu phải chặt cạn nương mũi đây hầu nấy tăng bị nhom mà sam sập ram chăn am mấy khmui hầu nương á hai thưa đại đại sót mong hầu nè cha phơi đại đại sập mong nè cha nè cứ lẹ nó có phải lẹ là bọc mai đây
cha cái phở đàm và hù đàm ấy cả nóng nhầm nơi bị tấu nhầm sợ đắng ấy hỏi hầu nâng lục thay đó lục thay tới bông ôn dương quạt à thật thay dương lên tại nhà mình chăng dương thở hồ thao cơ còn tại đạp bê mình bởi nất mơ còn nập hiệp hầu nâng bàn chết thay ấy không mùi ơi sổ sai viên đi chma na hỏi bà sân chì kì phở với nhá bà sân chỉ cái phở bịp thịt từ kháng hồ tạc cài với nhá anh ấy phải hồ nóng phải phèm ta sai bán mà nóng mà ta sai chẳng anh ấy ta bán phải phèm đồng chẳng vì chú bán lộ thay bán tay ta sai thoảng đọc vì dương phở tớ mùi mương côi tớ ạch mình tụ ạch mình ấy lỗ á ná nâng ai chẳng bán tha kháng phải chạy khẽ nâng bán sạ đầy nâng mũi là bay bình phục lô hồ nâng á ào quá nó khơi nhạc nát lệ hồ nâng mà cái đăng nhạc phải chạy làm này chị phải xét đôi khmui nơi tàu những khmui ạch đăng thế nâng ai ạch đăng thà hồ nâng về miền còn nập hiệp dàng mạch ạch đăng ấy nà nâng ai chạy nại mình nế thơ lọp nâng thấp bà nhá khơi kì thấp bà nhá chà hai ở lấy nâng khmui cả má nế thấp bà nế ở lấy á nâng vọt khmai ổn thà chú cái miền cây thấp bà nhá miền cả má hai miền miền hộp bè bè trái nè bè tăng pi bè bắp sầu hoặc là bè châu bè nếp biên miền trái nè nếu vật mai ăn thà vô nưng á hai lấy lư luộc để thả chiều cô chiều ấy mà thì ra chầm cào ấy nè chà nưng anh chẳng khuyên thả miền cà chầm rong chầm ràn tràn đa dương nữ nữ anh ấy sầm mặt men vận tài dương chui thay xa sầm bắt vật thua bọc mai dương đây nè nâng ai chà bên tay mà ông là nhom nhom nhân nhom trăng xua sùng lua để tìm bàn đấy bàn chà nhom trăng xua thà trăng tơ cay muôn muôn ba hai chật trầm chật sầm buồn chà sầm to ông say dây dây bị riêng rồng ba The difficult experience. Yeah, I learned Jay Hung Lumba, Pichnam, Chitram, Chitram, Pumboon, Nurra Bob, Ananka Hai Kampuchi, Pichia Tapatai, Jar, Ananka Umsray, Jar, Hung Kyam the Mong, and Nunku, Pil Nung, Pugin Padola Bob, Hai, the Pigeon Chop Tau, Nakno Nung, Pil Nung Kyam Nunke Aoi Ni, Ki Aoi Yung Kang. Stung dog, the stung dog, hay nơi khang khang kapung pel nung ke out the stung dog. Pay nung at hen jung at hen thơ a chet dung a thơ do jung plu plu chung school chung a thơ at dung a day kipper a jung chet thơ tay. Hai da pay jung stung dog much an one nung do chia no pum nung man chia man sa chia papa man eh. Mean tay thơ nài nung da sa kê out meaning. Chân hạ hồ biên chẳng à mà chân hoàn nâng ạc sâu bà bạc đi đó là bì rốt rốt bì à cà lại anh đài bì xe nâng cứ thoáng à cà lại anh đài thoáng à cà lại anh đài bì dương bài khní hộp chlôn túc bì đài dương rốt chlôn túc ở chân nằm mà chlôn túc đi bì xe à cà lại anh đài chân nói đại tổng khan là cái lạnh nhom nên muối à chặt tổng muối chặt bùn nưng cứ à cái lạnh nhom bà à cái lạnh đặc biệt nhom chlong tơ lê anh à chân nói nưng pì được nhom chlong tơ lê nưng về ăn miên chmâu dương nơi tê chẳng dương là cạn nền tè ha đặc biệt cạn nền tè nưng tứ nhom à cà nóng à cái hạt tường sọc cầu nưng về ăn thẹ đó vì ắt lẽ tới nhóm chết tao ngồi đấy nhóm chết tao mày này chứ hỏi tới bạn cái hậu chmâu mà pin nằm bón nọ bạn cái này hỏi pê nóng mặt đai nhóm ấy nóng quạt phơi á quạt phơi á nhóm ắt phơi nhóm ắt đằng hả nâng hỏi pê nóng cứ bảo bạn mình tên này hỏi đọc pê dương chlôn tao lê hối dương ăn phương á cái thức phương ạ cái thứ dương đầy nơi lưu khởi chẳng tới hầu kê đặt chung đại tứ dương đầy ăn phương này nâng
นั่งเรือนั่งหอยบานเกาบานไปเจี๊ยปีขายนั่งจึงแต่สตุงโดเตได้หายเกานั่งตกเอาเจี๊ยมือนั่งไงแต่สตุงโดอันนั่งเตอร์อันนั่งมาจะนอนนั่งหายคอยม้อกูการจึงเออไอ้คนเนี้ยเอาจังงือขนเนี้ยน้องยึงอัดดังทาเวียมาปีมูลายไอ้ยดาไปขนเนี้ยโดยยึงทุบปนยังตัดดาม้าวลาอึ้งตื้ออู้ตัดเจาะอ้อยเป็นนังนังตัดเจาะน้องครูนังไงหายยึงอัดเมียนไอ้เล็บพักเอดำตัดพูดดำสบพูดน้องพักพักนังนำขนเนี้ยนังดาไปพายเจมาม้าวปีม้าวก็ได้รอจองจึงตื้อสว่างตาท้อมตาโดยกิจปุตยังคนเนี่ยหนึ่งนึงอันนั้นปีมิงฉลองทะเลอันนั้นอันลุบะบะมิงอะไรนั่งมวยอะไรดาปีจะน้อยตีปีมิงเธอมนันนั่งมวยมนันนั่งมวยสั้นอะปีจึงดอกดูอะไปดาดโดนงไปจึงตื่นงตื่นพมตื่นอะไรพมมาบ่าอาปกเมียน้องชมก่อยเห็นนงกี่หาสไฟมาตื่นดาตื่นกี่อัดเอายืนจันยองโกสาวจันมาไอจบปะดาไปนงตื่นขยมปีน่ะไปไปปนนงนึกโกจบมือมค้นลูจันดาลูจันมาพกทำทำนงลอยะลอยพกทำทำนงเอายืงหลังอัดเป๊กโกเมียนบอดมูชมูบอดประเทศนั้นยืงโกตั้งสมโลกได้ในนั้นยืงอัดดังท่าหมกโลกยังมาไอยังมาเจยืงอัดเกินนี่ตั้งยืงแต่ได้นั้นจะแข็งบายนั้นอ่ะแต่จะแข็งดังจะแข็งบายดังไออัดดังไอให้เปย์น้องพกน้องจึงน้องน้องทำน้องตั้งอ่ะเฮ้ยยืงอัดเมียนไอได้เจยไอบายตกดังโกนุยกบาหนึ่งยกมาแข่ดีจ้ะให้พลับพลับนั่งหลังเงิดเมาบันจังมาตีได้ปีนักได้ปนจังตีได้ผู้เคยคลาชเลวเคยจับปะกตนาจับบานหรือยืงอัดบานนี่ที่เคยขอดยืงเลยน้องไงจังเคยกาลบะนั่งอะไรนั่งมวยได้ให้ฉลองทะเลนั่งปีฉลองปอนบุญเอาไว้นี่นั่งให้ตอบติดตีใบนั้นจึงบานหดฉลองหดฉลองได้อาจจะนอนกี่ใบเจ้านั่งนู่นมันตอนใบเจ้าเลยในนั้นยมใหญ่หัวกูนเบียเบียกูนกระดาษเปล่านั่งหาเขยมากูนนั่งไปสลับไปกูนนั่งสลับไปนั่งไงนอนไปกูนนั่งสลับจังทึกยมกูจะตัดทุกการทำนาจังตัดดอลปีเขยมาบันหดเฉลี่ยนั่งปีเฉลี่ยนั่งจังเปล่งเยอะเมนหดเฉลี่ยยืงรถดาวครูนัยนี่ได้สาภัยคลายกิจเยอะแต่สลับดาวง่ายเจ็ดดาวง่ายนั่งปีนุ่มดาวเขยมาจะหายตกเลยกดจิตตุกทนาวหายปุกย่อมหายตกนั่งมันแอบมันโดนมันแอบโดนเลยหายตัวถอยมาค้างตะเลตู้ดอกเตยเตยมันเนี้ยในคังนะมันเนี้ยในคังนะดำปืนไผ่บังดำปืนไผ่บังจังตื้อยืนหกเนี้ยคืนนี่ดอกหกเนี้ยคืนเมาจิตแผลมอ่ะบานยืนหกบานยืนหกเนี้ยบานยืนหกเนี้ยคืนนั่งได้สาตามุ้ยมุตตาประนั่งกอดจำปูดจำจักรปูดกอดมือตะคืนก็คืนก็หายมาตื้อกอดก็แผลสู่ตาหน้าทางตาพมใส่ปูเหม็นเจยตากระถังพมนั่งเบมันในติพมนั่งมันในเฉินจัดขอก็ตาไอตาพมสันหลังตาหาก็ตาตามพมสันหลังนั่งตาตามพลอยดอกไปตามพลอยกระดาษพลอยนั่งเวียดอกกระดาษดอกไปกระดาษพลอยอยู่เทียกี่เมาจุกอยู่เทียนอนเพื่อรถปูนักไปกลายกิจจับรถปูนจังตื้อตะดอพมสลองน้องตื้อยูเทกิตื้อมาได้ที่ยังไปเป๊กกอดดักขอบสลายท่าเบเกหายตื้อยึงเกาจ่ายน้องน้องเลยนำนั่งสลับครูนั่งเลยขอบสลายนั่งสลับตื้อนะดอปีม้ากอดเจียวอากาศจับขอบสลายน้องประหารยูเทกิทับปะเพลกิเออเยอะตื้อสลับติดให้ป
ប៉ុន្តែបានមេភូមិគេຕົកគេថាគេຕົកឲ្យគេណែនាំសិនហ្នឹងបានរੂចាពូមីងនៅមួយចំនួនហ្នឹងគូអឺមិនសូវជាដូចថាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ទេតែប៉ុណ្្នឹងទេណាចាហ្នឹងហើយហេអឺសំតោអឺមីងសំនិយាយរឿងពីអឺLike when you're on, when you're about to leave on the refugee camp. Yeah. Yes. Can you explain what happened when before you get on the plane? Oh, yeah. 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 Alau pe da khom mau mau ru na kham nang ah. Pe nang ku khom mien kaun tau muoy da ayu ma chnam kalah nang.ដល់រស់ដល់ពេលយើងចូលនៅក្នុងខំហ្នឹងអានឹងនិយាយក្នុងខំហ្មងមិនមុនទេណានិយាយមុនចានិយាយមុននិយាយក្នុងហ្មងហ្នឹងនៅក្នុងខំហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅរៀននៅកាលនោះនៅខំហ្នឹងក៏មកជើងជុំគ្នាបងប្អូនកាលមកនៅដល់ខំហ្នឹងមានប្អូនស្រីមួយឈ្មោះអ៊ុនយូអូនហ្នឹងគេមកមុនដល់មកមុនទៅគេហៅកន្លែងឲ្យនៅកាលនោះនៅសង្កាត់ប្រហែលអីប្រហែលនេះខ្ញុំភ្លេចហើយណាលោកជីសំអាតគាត់ចាំដល់ជើងនៅអញ្ចឹងទៅគោគេគឺនៅមកជួផ្ទះហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងនៅគ្នា6 7នាក់អញ្ចឹងដាក់បាំងដូចថាផ្ទះអញ្ចឹងទៅយើងបាំងតែកណាត់ទៅមកតុបនៅទៅណាមកគ្រួសារហើយយើងញ៉ាំបាយជុំគ្នាទាំងអស់ជាមួយបងប្អូនបងប្រុសអូនមីងខៀងនោះគាត់មានកូន4នាក់4នាក់នឹងគាត់នៅតែដោយខ្លួនចំណែកខ្ញុំនេះអ៊ុនយូអេនេះជាមួយលោកជីសំអាតហើយមានកូនមួយនេះហើយអ៊ុនសឿនអ៊ុនយូសេងហើយមានកូនមួយដែរជាមួយនឹងក្មួយប្រុសមួយទៀតអាហ្នឹងយើងនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅពេលបាយពេលហ្នឹងគោយើងគោនៅជាមួយគ្នាក្នុងខំហ្នឹងគោបានម៉ាស៊ីនដេទៀតហើយបានសិនដេកបានលោកជីសំអាតហ្នឹងគាត់ណែដេទៀតហើយទទួលទៅមានដូចឆើតគេទៅគេទៅនិយាយជាមួយឲ្យគាត់ដេស្ពតស៊ីបតឲ្យគេគេឲ្យម៉ានអញ្ចឹងណាចានឹងឲ្យគាត់ដេទៅខ្ញុំមិនធ្វើអីទេខ្ញុំនៅមើលតកូនទេនឹងឲ្យមើលតកូនឲ្យធ្វើបាយឯងនៅខំហ្នឹងណាឲ្យទៅរៀនខ្លះទៅរៀនប្រាំងណាពួកយើងមកកាណាដាទៅរៀនប្រាំងប៉ុន្តែយើងរៀនយើងក៏ទៅរៀនអង់គ្លេសខ្លះជាមួយលោកគ្រូសោមចិត្តណាហ្នឹងហើយទៅរៀនខ្លះដែរនៅក្នុងជំរំនៅក្នុងជំរំហ្នឹងព្រោះនៅជំរំហ្នឹងគេចែកអីអីឲ្យយើងញ៉ាំណាប៉ិនពួកខ្ញុំដល់ពេលចែកមកយើងដាក់ចូលគ្នាទៅហើយយើងទឹកដាំស្លោអីមានបងស្រីមួយនោះឈ្មោះកុយលីសនហ្នឹងហើយអ៊ុនមេងខៀងហ្នឹងចាគាត់ណាក់ដាំស្លោទៅហើយចំណែកពួកខ្ញុំនឹងកោសាខ្ញុំគាត់ដេអញ្ចឹងទៅជាមួយបងស្រីអ៊ុនយូសេអញ្ចឹងដេទៅហើយខ្ញុំនេះជួយឆាត់ជួយអីហើយមើលអាកូននឹងទៅអត់មានបានធ្វើអីពិបាកអីអីនៅក្នុងនឹងអត់មានធ្វើអីទេមានតែពិបាកតែជំនាន់ដែរគេចូលទៅយើងដែរពិនិត្យរោគហើយត្រឡប់មកវិញអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងត្រឡប់មកវិញនៅត្រង់ស៊ីតហ្នឹងគោបងស្រីអ៊ុនយូលីហ្នឹងក៏បានមកពីភ្នំពេញមកតែយើងអត់បានជួបមុខគ្នាផ្ទាល់និយាយគ្នាផ្ទាល់ទេគ្រាន់តែយើងឈរមើលគ្នាចុះព្រំដាក់ព្រំផ្ទាល់នោះឯណេះនៅឈរខាងណេះទៅហើយគាត់ឈរខាងនោះគ្រាន់តែយើងឃើញមុខគ្នាទេយើងអត់បានឆ្លងឆ្លើយគ្នាទេហើយសម័យនោះអត់ទាន់មានអា Facebook មានទូរស័ព្ទឯណានឹងគ្រាន់តែពេលល្ងាចទៅបានមកមើលមុខគ្នាទៅអត់មានបានតំណែងអីអីគ្នាទេអត់មានទេចាហើយគាត់ហ្នឹងក៏កូនច្រើនដែរបងស្រីបងគេហ្នឹងមកតែក្រោយគេអ៊ុនយូលេងហ្នឹងចាមកពីគាត់ថាគាត់ហ្នឹងអត់ចេះភាសាអត់ចេះអីខ្លាចមកស្រុកក្រៅហ្នឹងទៅគេត្រូវការចេះភាសាគាត់អត់ចេះវាពិបាកអញ្ចឹងបានក៏អត់មកដល់ពេលពួកខ្ញុំមកទៅបែកបងបែកប្អូននោះចេះតែតើតែសបតទៅឲ្យគាត់មកទៅបានមកជុំគ្នាហ្នឹងទៅណាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងមកនៅជុំគ្នាទាំងអស់អ
ở miền nơi sọc mai thế bông bông hàng nhóm nơi mong đại an à cha trong bàn than được nông khom nâng đo xa chấm nén đây nâng chương ở miền ấy bà ấy nâng ngày phù quạt đây tới bàn lôi nâng tới dương chai bà ra nhăng tới hơi mà đo cành đa nâng tiết dương bàn đây tiệt đây nâng bông phở đại quạt thực cả ai rót nâng quạt sọc chặt chộp á chộp tới mà bạc bông phở bạc đầy bông phở nóng nón khnết đầy chỉ mỗi khnết tới hơi dương thực cả nâng chương ắt mình chru khnết tới đã xa nè nà khám phẫn thơ nè nông bàn tới nè nà ắt khám nè nông ắt tới tới tam nè đời thà tới tam cả nghe nè phơi chẳng tới cha chẳng mang thà mình sau chiêm miên chấm nói ấy đối thập bộ ba lần nửa pin nâng ắt đi. Hay bel nhà mình mở đào Canada. Canada miền đồng bạc sẽ ấy lần chân nâng đấy. Mở đào Canada nâng khơi tha dương bộ ba tập bóng đây à cái lại dương họ cà phê tập bóng ở đây dương ắt chế ấy á à cái lại nâng đây tập bóng kê ở đặt trong chân từ họ cà phê kê đan nhau từ họ bị nóng khai mùi khai pí cổ chở na mùi ơi tẩm tẩm nè hay chích ba từ hậu ca thứ ca nóng cho ăn miên mài nè ăn sự miên mài ổng đào từ đầu lưỡi cái thà nơi khẳng sa bàn này nó sẽ bố chi là chích ba tới áp lấy có ăn sự score rồi ăn sự ấy cái mùi là đa thứ thử đại lượng chứ xong làm cái chi nâng ngời đó xong làm cái chi đó ập rạng nó cứ chặt lâu đấy đặt vô từ vùng mưa cái sai tới thật lại những cái thử cam nữa nó cứ đặt vô từ tới đặt ập lại cái xong thử cam cái nông từ à nó cho nói bà bạc tập hôn cái ô hơi lôi tập cột bàn thấm nó là tử á hơi đào bàn cà thư nâng máu cội máu cội thà chết bàn đọt đầu tạnh tạnh mà ru hình chăng tới ná dạ anh nâng cho nói bà bá ạc lại nâng mũi ha bà bá tí bí ở dưỡng ọt chế phía xa ọt chế chấp bạp tà lộp nâng mứa đôi con accident ấy mứa dưỡng đa ở dưỡng ấy tam bất á tam chấp bạp bây dưỡng vô chấp bá dưỡng chi làn mà taxi mà vô đi xin tới tạo insurance pay tử bên là dưỡng ọt đằng hả hồi anh nâng mà cho nó nâng nơi khăn môn trẻ hà nâng tại mà đó mà cho nó nơi này cứ khăn Canada ná khăn Canada dương ạch xa dô chấp bạp á cô bà bạc đây chấp bạp Canada là ồ bọn tay nẹ đài thuơ ca cho mùi nâng cứ chôn nẹ khắc cô ạch lô đây mình lô tặng ô tì anh nâng cứ dừng dây tam phép dụt để thoát đại nhóm thuộc rộng cụ đã xa khi nhóm thực ca nợ InScape nâng khi nhóm thọp rộng cổ đã xa kì phẩm biên dưỡng đã xa dưỡng ọt cháy á ọt cháy chẳng kì thực bạp dưỡng á kì thực bạp dưỡng á hay tư kì ọt chùi dưỡng tì kì phụ dưỡng thai mà mới xong bây giờ à cái lại thực ca cái lại dưỡng thực chế á dưỡng thực chế á hay dưỡng dưỡng xong kì xong rồi kia đã hình chân tới ná kia thật kia ạch đạc tê ạch mình chạp tê kia ạch đạc chân á hoặc khi em có sốc chất chết ta chưa tam kê chân tới sau ngày muốn nhóm chư trướng chư spật á khmui ạch đăng ấy một chật tới ạch đăng ba lê tập nơi lưu sọc nâng món á dừng ạch đăng ấy đó là ạch đăng chân tới đôi thà xong cái thà chấp bạc cái bàn ắt ảo đẳng anh nó cứ chia ca mũi đã xa dương ắt chết chấp bạc hỗn chạm nâng với giang mà chết anh nó cứ cô na cô dương không phần hiện này nữa á hồi ti pí đôi thà ca nghĩa dương phương chân tứ đọc về phụ về ắt phứ về ta chờ mưa chờ dậy tới dương thư tứ đòn chân tứ dương đôi tham miệt chặt khăn ấy anh chẳng ấy ná đó miệt chặt khăn ấy tới dương cụ ai sẽ an sẽ hội cana sẽ chẳng tới kỳ lư kỳ mọc hoạt
hay mọc khót chương tha chương viên chết với sẽ tới đâm ai bà ở kì bà ở ai tạm bất ai chương sẽ nó có vẻ ở lò đây về khóc đài nâng ai đó chẳng tới tới thơ ca nóng ca nghe nâng kì chẳng ở kì chẳng đánh dương chào lắm tại kì đánh dương ạch bàn đài xa chương chết đôi tha chương chết tra ơn chẳng chẳng á nâng ai hỏi khuyên tha khuyên tha Smaan nắp tay gần đa nung về admin ca chị chuan chung miền đại. Anung chung sau mày bom ong dung nong nha rin chabab a chabab. Châu nâng knong rung chát nung tàu vi miền policy a clap. Jung rin tàu. Po chuan ca nát tơ ca nung nung. Ban tơ ca mẹt bun at George bab nung pong. Alo ut de ho. Do chia hương. Sedative, health and safety. À, nó là hướng là mày hay sọc phép á. Hơi khiêm tư, hơi quát căn ca khăng à, nà mày hay sọc phép. Đọc khiêm tha, lấy xe mẹm của anh khiêm bên nhây. Thời tự do chanh đâu, buộc khiêm khuyên tha, ca nà xe mẹm nâng nâng chớn khiêm chô tư. Vì khiêm màu thơ cá, đọc khuyên của anh, mà ngay khuyên tự đai, khuyên tự tai, cực khánh chắn. Chất khi em mất bài ấy. Cái thái anh đi mến không chấp bạp anh ấy. Nhưng ta ấy. Hướng sốc của phép. Anh ấy nó không sốc của phép. Hà cà nà bơm mến nó không sốc của phép. Nhưng anh đi. Nhưng đó bê dương dô chấp bạp. Tới dương bàn hên bà cài kê thật. Ồ anh ấy nó không sốc của phép ta ná. Bơ bì môn máu. Bơ kì quán nó kì tha chẳng. Sự ngắm sâu đi đây. Kì thơ ách thơ ta. Bọn là lấy đôi tha. Đó kì thơ chẳng. Không phần. Không phần hiền là trẻ. Trẻ đập bì miền ca khóc. Chương hai kì. Lấy xe dây. Phụ tha chương thử tập hẹp kì. À lấy cái này nâng bước xanh chụp hẹp kì. Tới kì ập thứ. Chương ai đập bì miền kì nâng phụ chương nâng tiệt. Chẳng bàn tha chương trẻ chụp tới chương dô chụp bạp tới chương ai thơ to tập tiệt bàn. Hồi chụp bạp nâng bà xanh kì ập chi chón khi ông trái thế. Bạn đã đọc cái chí chôn tử. Đọc chí chôn chân tử. Bộ bạc chân tử. Đọc chân tử. Bạn chế hơi. Bạn cầu này vậy tử. Bạn cầu cái hiến kháng chá bạp. Đọc cầu hiến kháng chá bạp. Cầu phép. Phép nhóm thả mạng. Bởi xin chế mạng anh tử. Chế cho mùi kia. Ta mạng anh sẽ. Mạng anh thử. Mấy cô kia ai khóc này. Đọc chân lấy hiến dễ sẽ chế là á. Phụ kỳ phép chẳng á. Hồi đó bì chương tạm đàn mưu tử. Khi mà ta xa bà tế cạnh đàn. Nhưng mà ta xa thoảng bà chê chôn kia. Xâm đầy kia. Ngọp ơi. Tục bày khăn dân ná của khăn đó. Nên ta phá ế mà hồi dương chắc. Nó ạc lại nâng mùi cua nà dương nông. Nên ta bà riêng đó con khu mai. Nên dọc khu mai tiết. Phụ à nâng lộ mẹn tên. Khi mà xong hiện sau tam kê xong ta xa tam kê hai khi em tha bực khi em tay sọc máy nhầm chui à nâng từ đó con máy đại con sơ tôi đại nơi riêng đó ná dương từ ọc rung bị tàu chăng ta á lão á nâng ngày nhầm khi ngạc cho nói nâng lộ mẹ tên nhầm ta xa mẹ tên giờ cũng rủ tay lão á nhầm xa lãnh pi đại khi em mà nơi nâng á xa lãnh ạc lại nhà à hướng à nà máy hay sọc phép nâng mối. Hồi nâng à hướng xung tay áo prung khmê nhạy tuần prôn gom áo khăn gom áo ấy nè. À nâng á. Nâng à nâng nhầm bình chất mẹn tên mà nơi dọc kì xả rây nâng hơi dương mưu khơi kì chăng hơi. Hồi hạt ấy bàn dương mình nôm khía dơ tay áo đòn dọc mai dương nó. Chẳng bằng khiêm tha bà xanh chìa nây nâng khiêm chụp thua ca nâng. Cứ khiêm thở chọc tử chui đôi thà. Dương miền bình nơi bàn phẩm án dương chui phân năng tư. Mình bạch tha tư nơi hộp chân nam hộp ấy tư. Bố dương đôi tha dương miền cổ lại nơi này nè. Đấy. Hơi cô dương ta chui nó đây. Hơi bê ta chui nâng cứ ọt trong bàn phẹt khai. Ọt trong bàn ấy tư. Cứ chui đào xe mạng chật. Chẳng. Xong bây ta khiêm ta vọt nâng cô khiêm chui đào xe mạng chật đây. Nhưng ọt miền này tư. Chờ. Bố tha dương chui đào. Ất mình ấy dơ tư hủy tư. Đọc bê xa lạp tư tư tư. Mình dơ xa tư. Đoàn chân dương mình chùm nét chùm nền. Dương chê ta chui chai thân tư ná. Nè khá quạt mình thạm ca. Nè khá quạt mình chất.
អ្នកខ្លះនេះហើយយើងសង្កេតឃើញថាដូចថាដូចនៅក្នុងវត្តដោយនៅទីកន្លែងណាដោយមិនមែនមានតែអ្នកមានទេយើងត្រូវជួយទាំងអ្នកក្រអ្នកក្រគ្នាគ្មានលុយគ្មាននេះមែនតែគ្នាមានចិត្តនៅជួយបោសសម្អាតនៅជួយរៀបចំអីអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺមួយផ្នែកមួយដែរម្នាក់អ្នករលុយម្នាក់នៅជួយរៀបចំថែទាំដើម្បីឲ្យបានរបស់ហ្នឹងនៅគង់វងបានយូរហើយបើសិនយើងមានតែតែងមកហើយយើងអត់ថែទាំយូរយូរបាត់អស់រលេងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងហើយបានថាវាមានការរួមសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាចាហើយមីងប្រសើរដែរដោយក្មួយក្មួយបានធ្វើអញ្ចឹងព្រោះមើលតាំងពីមីងមកនៅកាណាដាមើល39ឆ្នាំណាតាំងពី1981មកហើយរហូតមកដល់ឥឡូវទឹមប្រទេសបានក្មួយនឹងធ្វើកិច្ចការនឹងហើយក្មួយអូមីងភ្លេចប្រាប់អាដែរមីងដឹងថាក្មួយធ្វើកិច្ចការនឹងដែរតាក់តងនឹងមកពីមីងនេះទេកុំអីមីងអត់ដឹងទេមកពីនៅវត្តដល់នៅវត្តទៅមីងឃើញអាក្រាស់អាដែលផ្សាយនឹងដល់ឃើញក្រាស់ផ្សាយបានមីងខលទៅ river line នឹងអូចឹងហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាប្រាប់មីងទេចាអានឹងដែលមីងចិត្តសុំប្រាប់ក្មួយអានឹងបានក្មួយដឹងហើយដល់ចឹងទៅមីងថាដល់មីងមើលទៅមីងមានចំណាប់អារម្មណ៍មីងថាអូមានកូនខ្មែរចង់គេធ្វើអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាយើងមិននាំគ្នាជួយយើងខ្មែរដូចគ្នាហើយយើងស្រែកឲ្យអ្នកណាជួយបើកូនខ្មែរដូចចាំជួយយើងមិននាំគ្នាប្រឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាជួយទាំងអស់គ្នាទៅថែសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងផងហ្នឹងហើយហើយយើងលើកកម្ពស់ទៅដល់កូនខ្មែរយើងទៀតហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងអរគុណណាចាជំរាបលាហើយមានសួរអីទៀតទេចាខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរមន្តិចហ្នឹងហើយចាប់ហើយចាសួរចាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចសួរអ្នកមីងថាពេលតាំងពីពលពតហ្នឹងខ្ញុំអ្នកមីងធ្វើការជាអីខ្លះអូចំនួន77ទេចាចាអូចំនួន77ហ្នឹងมันមានធ្វើការអីទេមានតែដូកស្ទងហើយនឹងហៅទៅហៅលៀសហៅខ្ចៅហើយនឹងអឺហ្នឹងហើយហើយបែកបេះស្វាយហ្នឹងយកមកធ្វើចង់ភើយកមហូបហ្នឹងទេអូហ្នឹងហើយធ្វើហូបអាយបងណាគេអាយណាគេអឺជើងឲ្យទៅមេក្រុមទៅមេក្រុមគេធ្វើទៅមកក្រុមយើងហ្នឹងគ្នាប្រហែលអ្នកគេមានចង់ភើគេសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងណាហើយតែបើនៅដល់ពេលក្រោយអាឆ្នាំ1978នេះអាហ្នឹងមីងទៅនៅភូមិដែររត់ទៅដែលដឹងថាគេស្លាប់ហ្នឹងណាអានឹងមីងទៅស្ទងហើយពេលស្ទងហ្នឹងមហិតាហ្នឹងវាវែងដែរហើយពេលហ្នឹងយើងតងន់កូនតងន់កូននៅក្នុងពោះហ្នឹងចាហើយពេលហ្នឹងយើងប្របាអាព្រោះតងន់ផងយើងអោនស្ទងចឹងផងតំមដល់មកហ្នឹងចង់ដាច់ខ្យល់ហើយពេលយើងតងន់ហ្នឹងយើងអត់មានអីញ៉ាំទេចាហ្នឹងហើយយើងញ៉ាំតែបាយអីធម្មតាអីចឹងធម្មតាណាអើអាចណុចហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនអាកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងតងន់ផងណាកូនតែចាប់ទៅវាចាញ់កូនចាញ់អីនោះហើយដល់ចឹងទៅយើងញ៉ាំក៏មិនបានហើយដឹងទៅធ្វើកិច្ចការនឹងរហូតតែតសើតសើត្រង់អ្នកភូមិអ្នកភូមិនឹងចិត្តល្អហើយពេលដែលយើងស្ទងទៅយើងស្ទងមិនដែរទៅដល់មុខគេទេហើយបងប្អូននឹងនាំគ្នាមកជួយតរទៅដល់រួចទាំងអស់គ្នាបានទៅទេអានឹងតសើគេអាមួយចំណុចនឹងគេជួយយ៉ាងដែរណានឹងហើយហើយពេលតងន់នឹងកូនពីរសិតតអាំងភ្លើងនឹងតាំងពីអញ្ចឹងអាំងភ្លើងអោបយើងនឹងដូចយើងអាំងបាយបាឈូអញ្ចឹងណាចាចានឹងហើយពីរមួយចំណុចនោះអាមានប្របាក់អីទេមានប៉ុណ្ណឹងទេមីងមិនសូវជាប្របាក់ម៉ានទេដោយសារគាត់នោះបានគាត់មានអីអីច្រើនដែលនិយាយប្រាប់គាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយឥឡូវនេះមីងនៅធ្វើការទេឬក៏អត់អូឥឡូវហ្នឹងមីងនៅធ្វើការព្រោះថាឥឡូវមីងអាយុ66ហើយណាតែច្បាប់អនថារជូហ្នឹងគេឲ្យយើងនៅធ្វើបានឥឡូវមីងថាច្បាប់គេធ្វើឲ្យធ្វើហើយយើងចេះនាំគ្នាធ្វើទៅហើយកម្លាំងមីងនៅមានដែរ
អញ្ចឹងធ្វើទៅហើយមានបងប្អូនច្រើនដែរគេថាធ្វើទៅគេកាត់តាក់អីអស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិញថាអគេកាត់កាត់ទៅព្រោះបងប្អូនយើងគាត់អត់ធ្វើការបានហើយយើងនៅធ្វើការបានច្បាប់គេឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅមិញគិតថាអញ្ចឹងទៅវិញចាហើយអឺអង្ការមិញចង់ធ្វើចង់ retire ចង់ retire ហ្នឹងណាចាអាហ្នឹងគឺចង់តែឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបើតា retire ទៅជួយស្រុកខ្មែរតែជួយខាងសាលារៀនណាអូគាត់បានចាហ្នឹងហើយហើយតែនៅហ្នឹងក៏មិញជួយដែរមិនតែជួយតែស្រុកខ្មែរទេនៅហ្នឹងក៏ត្រូវការជួយដែរណាហើយអង្ការឥឡូវមិញបាននេះគ្នាបានដូចថារួមគ្នាណារៀនធររៀនធរសិនហើយរៀនធរហើយហើយមីងបានបដោះបដាលប្អូនមីងនៅខាងក្នុងរេអាលហ្នឹងប្រហាត់កូនក្មេងខ្មែរខ្មែរកូនខ្មែរយើងហ្នឹងតូចតូចហ្នឹងវាអត់ចេះនិយាយខ្មែរហ្នឹងឥឡូវគេបើករៀននៅក្នុងដែរហើយវត្តខ្មែរតរន់តោយើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានម្នាក់នោះគាត់សំណែគាត់ថាចង់រៀនខ្មែរយ៉ាងណាណាឥឡូវយើងថាដល់ថ្ងៃ1អត់ដល់ខែឆ្នាំថ្មីនេះគេបើកបរិញ្ញាខ្មែរដែរតែនៅខាងយើងនឹងដូចថាអង្ការពីមុនមកវាពិបាកដែរព្រោះវាឆ្ងាយឆ្ងាយណាចាតែឥឡូវអានឹងបើគេស្ម័គ្រចិត្តមិនដឹងទេតែចំណែកខាងផ្លូវធัวវិញគឺចាស់ចាស់គាត់ចាស់ចាស់ហើយគាត់មកអត់រួចនៅឆ្ងាយណាហើយធัวក៏គាត់តកោវាអត់ចេះគាត់ផ្លិចផ្លាំងផ្លិចអីទៅហើយដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយអត់ចេះអញ្ចឹងយើងពិបាកអញ្ចឹងត្រូវបដោះបដាលខាងផ្លូវធัวព្រោះផ្លូវធัวហ្នឹងពីមុនមកវាមានខុសច្រើនដែរតែយើងយកតែចំណុចណាល្អល្អត្រូវត្រូវយើងមកអនុវត្តទៅដូចគេដូចសិល5អញ្ចឹងណាគេមិនឲ្យយើងនិយាយភូតអាហ្នឹងឲ្យដល់យើងយកអីគេយើងត្រូវតែសុំគេអាហ្នឹងដូចយើងនៅកាណាដាអញ្ចឹងមុនយើងយកអីរបស់គេអាពុកកាណាដៀនវាមិនសួរយើងសិន May I can take it មិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដូចសិល5ហ្នឹងដែរហើយគេមិនឲ្យយើងនិយាយភូតទៀតហើយដូចថាមិនឲ្យញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងអាហ្នឹងត្រូវច្បាប់កាណាដាឃើញណាគេថាបើសិនជាយើងផឹកគ្រឿងស្រវឹងគេមកឲ្យយើងបើកបោមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងចូលនៅក្នុងនឹងដូចគ្នាដែរតាអញ្ចឹងយើងថាអាហ្នឹងដូចជាយើងរៀនច្បាប់កាណាដាដែរតាហើយក្មេងនៅស្រុកនេះមើលត្រង់ត្រង់ណាមិនសូវភូតទេណានឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាល្អចា What can Canadians or the younger generation can learn from your life experience អាហ្នឹងព្រោះឥឡូវហ្នឹងដូចថាមីងទៅវត្តហ្នឹងចាមីងចង់បដោះបដាលឲ្យកូនខ្មែរដែលកើតនៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងគឺឲ្យយល់ទី1គឺឥឡូវហ្នឹងមីងទៅពេលណាក៏មីងស្លៀកពាក់ខ្មែរហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងគេយល់ពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទី2និយាយថាបើមិនបាននិយាយអីចេះតែសាធុចេះតែស្ពះអីចឹងណាហើយយើងអប់រំក្មេងហ្នឹងចង់ឲ្យដូចថាឲ្យចេះដូចថាដូចយើងខាងកាណាដាគេចាប់ដៃចាហើយយើងស្ពះអញ្ចេះទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងដូច meaning អាហ្នឹងទៅយើងប្រហាត់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យដឹងប្របីនេះយើងចឹងដែរណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសម្រាប់ទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយទី3គឺយើងធ្វើតកិច្ចការល្អទៅយើងដូចថាយើងកុំភូតកុហកហើយយើងកុំចង់បានរបស់គេអីទៅបានដូចថាដោយសារតែកម្លាំងញើសឈាមយើងដូចមីងទៅធ្វើការអញ្ចឹងប្រាក់ខែរបស់មីងធ្វើមកបានមកអាហ្នឹងគឺជាការមួយសម្រាប់ដូចថាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់មើលទៅឃើញថាតើយើងធ្វើម៉េចហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺចង់អប់រំកូនខ្មែរយើងហ្នឹងត្រង់កន្លែងនេះមួយគឺចំណុចនឹងសំខាន់ណាខ្មែរយើងតើតស្គាល់បានជំរាបសួរមិនចឹងចា៎ហើយបើអត់ស្គាល់អត់ជំរាបសួរទេហើយយើងបែរមកប្របីនេះខាងពួកកាណាដៀនវិញ
มันสกอลอย่างนั้นก็เกิดสัตว์เสียหายมายังโทษอันนั้นได้ขยมจังเตอร์ปรับปรานในสกมายพวกในนังพงให้ยมคืนในนังมาสันเชียกองมายยังตะวัดตะวัดอัดดังท่าอะไรตะวัดให้ไอ้บันตะวัดคืออัดดังตีนังให้ตะวัดเธอไอ้มนก็อัดดังได้ដល់សំបីតមីងហ្នឹងមីងក៏អត់ដឹងដែរណាទៅវត្តចិត្តទៅស្ពះប្រពុតស្ពះអីក៏អត់ដឹងដែរឥឡូវដឹងហើយពេលយើងចូលវត្តពីដំបូងគឺយើងត្រូវទៅគោរពប្រពុតស្ពះប្រពុតមុនស្ពះប្រពុតហើយបានយើងស្ពះប្រសង់ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំពីមុនអត់ទេទៅជួបប្រសង់មុនហើយបានប្រពុតក្រោយតែវាខុសបើកោអានឹងនិយាយអានឹងនិយាយពីប្របីនេះខាងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសចង់ឲ្យដូចថាកូនខ្មែរយើងនឹងឲ្យមានការគួសមគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះដូចថានៅអានឹងដូចថាមកពីប្របីនេះយើងថាតតស្គាល់បាននិយាយមិនស្គាល់មិននិយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវដូចថាយើងចង់អប់រំទៅឲ្យចេះដូចថារៀនសូត្រតាមគេខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅណាបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅចាចាអឺសំណួរចុងក្រោយចាតើពីបីបាត់ទេអត់អីទេ Is there anything that you want to share? Just the last things. ចាថាមកមើលម្ដងទៀតសំណួរIs there anything that you want to add? Yeah? Is there something? មានអីទៅនិយាយបន្តបន្ថែមទៀតណារឿងអីផ្សេងទៀតណារឿងអីផ្សេងនិយាយទៀតណាចាំឥឡូវហ្នឹងរឿងអីនិយាយបើផ្ដាំផ្ញើនៃហើយអូដល់ជំរាបសួរអូហ្នឹងហើយយ៉ាហ្នឹងហើយចុះឥឡូវឯកំត់អាឥឡូវហ្នឹងអាជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺពិសេសមែនតែនហ្មងណាខ្ញុំពិសេសមែនតែនគឺខ្ញុំហ្នឹងthank you very much to Canada support me come in Canada ហើយនឹង and Facebook that it's a help me to talk and send around the world that one ហើយខ្ញុំសូវចេះនិយាយច្រើននេះខ្ញុំបាននិយាយបានខ្មែរទេបានតន្តិចតូចអញ្ចឹងគឺជាកំហុសមួយដែលធ្ងន់សូមឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយនឹងនាំគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសនៅប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺចំណាយពេលតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅចេះហើយកុំអាមើលឃើញលុយធំឥឡូវមានគំរូស្រាប់ហើយដូចខ្ញុំមើលឃើញលុយធំមិនប្រឹងរៀនប្រឹងសូត្រមើលនៅកាណាដា37ឆ្នាំហើយនិយាយអង់គ្លេសមិនសូវច្បាស់ផងហើយទីមួយគឺដោយសារអៀនណាក្មួយអៀននិយាយទៅគេសោយលេងនិយាយឈុំនិយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាការអៀនមួយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងអន់ថយចុះត្រុតត្រោមណាចាអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងនាំគ្រាភាពក្លាហានហ្នឹងកុំអៀនកុំអីមើលសះគេនិយាយប្រាវទៅហ្នឹងហើយចាហ្នឹងអាចារ្យអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយក្មួយទាំងពីរហ្នឹងជាតំពាំងស្នងរសីណាជួយខ្មែរយើងបន្តទៅទៀតណាចាអរគុណចាជំរាបលា